sàng hay không. Đến khi các em thi thì câu hỏi của các thầy cô cũng sẽ tập trung vào những đặc điểm là tiêu chuẩn chẩn đoán và những cái gì ạ? Tiêu chuẩn mà có liên hệ với lâm sàng. Em hiểu chưa ạ? Được chưa? Đoạn này nắm được chưa ạ? Được rồi ạ. Trong quá trình học, nếu như mà có phần nào mà các em thấy cô giảng nhanh, phần nào mà các em chưa hiểu, các em phải thắc mắc luôn. Đấy chưa ạ? Đến lúc mà mình thi thì các thầy cô sẽ chiếu lên hình ảnh cho lần lượt từng bạn vào phòng. Các em sẽ quan sát cái hình ảnh đó và nghe các thầy cô hỏi và trả lời. Thì câu hỏi của các thầy cô sẽ xoay quanh những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, đặc điểm của tiêu chuẩn chẩn đoán đấy và liên hệ với mặt lâm sàng như thế nào. Bây giờ cô sẽ đi vào bài. Thứ nhất là tiêu bản viêm lao. Viêm lao em học rồi đúng không ạ? Một bạn nói cho cô viêm lao là viêm gì ạ? Đặc điểm của viêm lao là như thế nào ạ? 21, quan tâm. Dạ, của em ạ. Tôi nói cho cô viêm lao là viêm cấp tính hay mãn tính ạ? Viêm mãn tính hay cấp tính ạ? Hôm trước giảng lý thuyết cô cũng đã nói rồi đúng không ạ? Cô giảng lý thuyết lớp này đúng không? Viêm lao là viêm cấp tính hay mãn tính hả Tâm? Có bạn nào trả lời được cho bạn không? Bạn Tú Uyên đã trả lời là mãn tính, đúng rồi. Đây là gì ạ? Đây là một cái viêm mãn tính. Và viêm mãn tính này là viêm mãn tính dạng đặc hiệu. Nó là một ổ viêm hạt. Một ổ viêm hạt được hình thành để mục đích là làm gì nhỉ? Nếu bạn nào không có mic, các em có thể trả lời qua chat ạ. Cô đã để cho các bạn. Mục đích của cái việc mà tạo nên một cái ổ viêm mãn tính, ổ viêm u hạt đấy ạ, là để làm gì đấy ạ? Tại sao nó lại phải có nhiều lớp tế bào quay vào như thế ạ? Để làm gì các em? Bây giờ mình cân nhắc trả lời luôn đi, không đến lúc vào thi các em vào những câu hỏi như thế này mà các bạn sẽ không trả lời được. Và nếu như các bạn không trả lời thì cô chỉ giảng cái phần lý thuyết thực hành thôi, còn lại các bạn sẽ cứ thế các bạn đọc theo và tìm hiểu thêm. Rồi đến lúc đi thi, các thầy cô hỏi và như thế nào thì các em sẽ trả lời như thế, tùy theo sự hiểu biết của từng bạn. Vẫn như lần trước, chỉ có bạn lớp trưởng trả lời thôi đúng không ạ? Mục đích của cái việc mà hình thành lên nhiều lớp và tạo nên một cái ổ viêm hạt đấy,
đó là để nhằm chống lại trực khuẩn lao, làm cho trực khuẩn lao nó không đi gì ạ, dễ dàng xâm nhập vào những nơi khác. Đấy, nó quay lại, khu trú lại vi khuẩn lao. Đấy là mục đích của cái hình thành đến cái ổ u hạch. Ổ u hạch như vậy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho vi khuẩn lao sẽ bị giữ lại, vì vi khuẩn lao không thể dễ tiêu hủy như những cái yếu tố viêm cấp khác, nên là nó chỉ có thể giữ lại, khu trú lại vi khuẩn lao thôi. Rồi, cái ổ viêm hạch này thì nó có thành phần gồm những cái gì? Bây giờ mình sẽ xem. Ở trung tâm của nó là gì đấy ạ? Vùng trung tâm là gì các em? Chất hoại tử bã đạo. Đúng rồi, ở vùng trung tâm đó chính là hình ảnh của chất hoại tử bã đậu. Bản chất của chất hoại tử bã đậu này là như thế nào? Đặc điểm của chất hoại tử bã đậu này là như thế nào nhỉ? Đến lúc thi các bạn cũng nhận được hình ảnh như thế này. Xong các bạn trả lời, các thầy cô lại hỏi tiếp. Mỗi bạn thì sẽ có khoảng 5 đến 10 phút để trả lời câu hỏi. 5 phút. Là trung gian giữa hoại tử đông và hoại tử lỏng. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Hoại tử đông thì nó sẽ chưa có enzyme đến, nên các tế bào mô cơ quan đấy nó mặc dù chết nhưng vẫn giữ nguyên hình thái. Còn hoại tử lỏng thì là enzyme nó đến quá nhiều và làm cho toàn bộ mô tế bào ở đấy nó bị tiêu hủy hoàn toàn và mất đi cấu trúc của tế bào và mô. Như vậy trung gian giữa hoại tử đông và hoại tử lỏng, vậy thì phần hoại tử bã đậu này nó sẽ gồm có thành phần đó là gì nhỉ? Các mảnh tế bào ạ, các mảnh Đúng vụn. rồi, chính xác, nó là các mảnh tế bào. Các mảnh tế bào này có thể là mảnh tế bào từ từ đâu nhỉ? Từ tế bào nào nhỉ? Các mảnh tế bào này từ đâu ra theo các em? Tế bào nào nó bị chết ở đây? Tế bào nào có thể bị chết ở Tế đây? bào bạch cầu ạ. Tế bào bạch cầu. Bạch cầu của mình có nhiều loại lắm. Bạch cầu gì ạ? Mono, bạch cầu lympho, bạch cầu đa nhân, hoặc là chia thành các loại bạch cầu hạt, hoặc là bạch cầu gì ạ? Không hạt, hoặc là bạch cầu gì? Đa nhân hoặc là bạch cầu đơn nhân. Nó là bạch cầu gì? Nhớ câu hỏi đầu tiên của cô. Đây là một ổ viêm mãn tính, và viêm mãn tính thì các tế bào nào nó sẽ tham gia vào nhỉ? Tế bào nào sẽ tham gia vào quá trình viêm mãn tính? Cô là bạch cầu lympho ạ. Cô cảm ơn. Đó chính là bạch cầu lympho, đúng không ạ? Hình ảnh của bạch cầu lympho. Các bạch cầu lympho này, cảm ơn bạn Phương Nguyễn. Và bạn Lê Huy. Bạch cầu lympho, các mảnh của các tế bào bạch cầu lympho nó đến tấn công các vi khuẩn lao. Do đó thì ngoài lympho ra thì còn có thể là các mảnh của các gì ạ? Vi khuẩn lao ở đây nữa. Đấy chính là vùng hoại tử bã đậu. Các bạn sẽ thấy nó không gì ạ? Còn hình thái tế bào như trong hoại tử đông, nhưng nó không gì hoại tử hoàn toàn giống như trong hoại tử lỏng, mà nó vẫn còn những cái mảnh vụn tế bào. Chính vì vậy mà nhìn cái hình thái của nó gì ạ? Không thuần nhất hoàn toàn, đúng không ạ? Nó vẫn lấm chấm những cái mảnh vụn tế bào ở trên nền. Xung quanh vùng trung tâm các em sẽ thấy có những cái tế bào mà có kích thước lớn. Đó là các tế bào gì nhỉ? Các tế bào lớn mà có thể nhìn ở vật kính 10. Tế bào khổng lồ lang gan. Đúng rồi, đó là các tế bào khổng lồ lang gan. Như vậy để tìm các tế bào khổng lồ lang gan thì các em sẽ đi vòng quanh xung quanh cái chất hoại tử bã đậu để tìm hình ảnh của các tế bào khổng lồ lang gan. Ngoài tế bào khổng lồ lang gan ra thì ở vùng này nó sẽ còn có các tế bào lympho bán tiên. Đấy là gì ạ? Ở trên vật kính 40 thì quan sát được, và ngoài cùng của cái
một cái nano nào thì các em sẽ nhìn thấy đó là các tế bào gì ạ, xơ hoặc là vách xơ nó bao phủ ở phía bên ngoài. Đấy. Mục đích của hình thành nên một cái ổ u hạt bao gồm có các tế bào xơ, nhiều lớp tế bào quây xung quanh, đấy là để cho vi khuẩn lao nó được khu trú, được giữ lại cố định. Trên hình ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái gì? Em nhìn thấy những cái gì ở đây nhỉ? Tế bào bản liên. Nhìn thấy hình ảnh của các tế bào bản liên. Cô đang không rời được cái. Em vẫn nhìn thấy một cái hình ô vàng ở đây đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Cô tắt xe đi rồi xe lại. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Vùng này là vùng gì ạ? Ngoài tế bào bản liên ra các em còn nhìn thấy vùng này là vùng gì? Chất ngoại tử bã đậu ạ? Đúng rồi, chính xác. Đây là hình ảnh của chất ngoại tử bã đậu đúng không ạ? Các em sẽ nhìn thấy là nó gì ạ? Cũng bắt màu ưa toan vì gồm các mảnh tế bào chết đúng không ạ? Nên nó bắt màu ưa toan. Nhưng mà gì ạ? Nó không thuần nhất hoàn toàn như trong ngoại tử lỏng. Đấy chính là vùng chất ngoại tử bã đậu. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là hình ảnh của các tế bào gì đấy ạ? Các tế bào gì đấy? Bản liên. Bản liên ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Đấy là hình ảnh của tế bào bản liên đúng không ạ? Tế bào bản liên này có đặc điểm như thế nào nhỉ? Hình để dây. Đúng rồi, các tế bào bản liên này có đặc điểm đó chính là cái bào tương của nó không rõ ràng, nhân của nó thì thường sáng màu và thấp ở vị trí giữa, có hạt nhân tạo nên hình ảnh điển hình đó chính là hình củ lạc, hình đế dày, đế dép. Ngoài hình ảnh này ra thì các em thấy những cái tế bào khác cũng là gì ạ? Những cái tế bào bản liên nó cũng mang đặc điểm đó là cái bào tương, hình ảnh bào tương của nó không rõ đúng không ạ? Xanh tới bào tương của nó không rõ, sáng màu, nhân sáng màu, thường có hạt nhân nằm chính giữa. Thì cái điển hình thì sẽ thấy nó nhân của nó sẽ có vị trí thấp ở chính giữa hạt nhân, tạo nên đế dày, đế dép giống như các bạn đã gì ạ? Học hoặc là hình cổ lạc đấy ạ. Nên là tất cả những tế bào mà nhận sáng màu này đều là tế bào bản liên, được chưa? Tất cả. Còn tế bào này là tế bào gì nhỉ? Lan-ga-han. Đúng rồi, tế bào khổng lồ Langerhans. Đặc điểm của tế bào khổng lồ Langerhans đó là những đặc điểm gì nhỉ? Em tập dần đi, đến lúc mình thi thì những câu hỏi nó cũng sẽ là như thế đấy ạ. Cô đã gửi cho lớp trưởng cái danh sách, các em gửi lại cho các bạn trong lớp mình để các em bạn ấy kiểm tra xem có tên chưa. Các bạn nào chưa có tên thì chụp lại cái phần những người tham gia ấy, participant ấy. Thì tên của em nó sẽ hiện lên đầu tiên luôn. Dạ vâng ạ. Tế bào khổng lồ Langerhans này có đặc điểm gì nhỉ? Nó nằm xung quanh vùng trung tâm. Nó nằm ở xung quanh, vị trí của nó nằm ở ngoài rìa của chất ngoại tử bã đậu đúng không ạ? Nằm ở vùng quanh trung tâm. Gì nữa ạ? Là một tế bào có kích thước lớn khoảng 300 nanomet. Mình có thể nhìn thấy ở trên vật kính 10. Tiếp theo, bào tương rộng, nhiều, ưa toan thì bắt màu đỏ. Rồi gì nữa ạ? Nhân chiêm múi và xếp thành hình móng ngựa. Nhân này thì nó xếp gần kín rồi thì mình sẽ gọi nó là hình thành khăn. Nếu như nó chỉ tập trung ở một đầu thôi thì nó sẽ là gì ạ? Xếp theo hình móng ngựa đúng không ạ? Nhân của nó thường là xếp tập trung. Nhân của nó thì thường có nhiều nhân và xếp thành hình móng ngựa hoặc hình thành khăn. Đấy. Đấy là tất cả những cái đặc điểm của tế bào khổng lồ Langerhans, và dựa vào những cái đặc điểm này để cho các em chuẩn đoán phát hiện. Và tế bào khổng lồ Langerhans là tế bào lành tính ác tính các em. Nhìn đặc điểm này thì nó là tế bào lành tính ác tính. Lành tính. Đúng lành rồi. Tính nó là tế bào lành tính. Bản chất của nó đó chính là, nguồn gốc của nó là từ tế bào nào nhỉ? Bào bản liên ạ. Đại thực bào. Đúng rồi. Tế bào bản liên và gì ạ? Tế bào khổng lồ Langerhans đều là đại thực bào. Đại thực bào dưới gì ạ? Dưới tác dụng của lipo T ạ, nó đã gì ạ? Thay đổi hình dạng
để phù hợp với lại cái việc mà tiêu hóa vi khuẩn lao. Các tế bào bản liên thì trở nên méo mó, nhân trở nên méo mó, trong khi các tế bào khổng lồ lăng gan thì là các đại thực bào sáp nhập lại để tạo nên một tế bào khổng lồ nhiều nhân. Nó vẫn là các tế bào lành tính bởi vì các em nhìn đặc điểm nhân của nó nhiều nhân nhưng nhân của nó rất đều nhau. Và cái nữa đó là tỷ lệ nhân trên bào tương. Đấy. Các tế bào ác tính thì nhân của nó mà nhân dày, nhân to nhỏ không đều, tỷ lệ nhân trên bào tương lớn, nhưng ở đây thì tỷ lệ nhân trên bào tương nó vẫn chỉ khoảng 1/4 thôi đúng không ạ? Đấy. Dựa vào những đặc điểm đấy để các bạn nói đây là tế bào lành hay là tế bào ác. Tiếp theo, còn tế bào gì nữa nhỉ? Trên này các em còn nhìn thấy tế bào gì nữa đây? Tế bào gì nhỉ? Vào lympho ạ. Đúng rồi, tế bào lympho. Đặc điểm của tế bào lympho đó là Đen xì ạ. gì? Không. À, các em phải trả lời đúng theo bản chất của nó. Tại sao nó lại màu như thế này? Đó là bởi vì các tế bào lympho chủ yếu mình nhìn thấy nhân của nó có rất nhiều chất nhiễm sắc. Chất nhiễm sắc phân bố đều và nhiều. Chính vì thế nên khi nhuộm lên nó bắt màu gì ạ? Đậm. Đấy. Nhân lớn chiếm gần hết bào tương. Nên chẳng hạn như tế bào này mình nhìn thấy một chút bào tương màu hồng của nó này. Nhưng có những tế bào mình không nhìn thấy bào tương của nó nữa. Đấy. Mặc dù tỷ lệ nhân trên bào tương rất là lớn, thường xấp xỉ tỷ lệ 1/1, nhưng tế bào lympho vẫn là tế bào lành tính bởi vì sao? Bởi vì sao nhỉ? Dựa vào đặc điểm gì nữa nhỉ? Ngoài tỷ lệ nhân trên bào tương còn dựa vào đặc điểm gì nữa? Để đánh giá một tế bào lành tính nhá, tính còn dựa đặc điểm gì nữa em? Đấy là gì ạ? Bốn cái tiêu chuẩn để chuẩn đoán cái tiêu bản này. Tâm trả lời là dựa vào nhân hình móng ngựa ấy hả? Không đúng, dựa vào đặc điểm nhân thì mới đúng. Ngoài đến nhân trên bào tương thì còn dựa vào đặc điểm nhân. Đặc điểm nhân bình thường đối với các tế bào ác tính thì cái màng nhân của nó thường rất là dày. Mình sẽ thường hay quan sát thấy cái phiền màng nhân của nó. Nhưng đối với lại tế bào lympho thì mình không nhìn thấy rõ tiền là nhân đúng không ạ? Và nhân của nó vẫn tròn đều, chất nhiễm sắc thì cũng phân bố đều và mịn nên là mình mới thấy nó bắt màu đồng đều như vậy. Đấy. Nên là tế bào lympho vẫn là tế bào lành tính nhá. Em phải dựa vào rất nhiều đặc điểm để kết luận một tế bào đấy là lành tính hay ác tính, chứ không chỉ dựa vào một đặc điểm để nó là lành tính hay ác tính. Khi mà các thầy cô hỏi thi là tại sao nó lành tính, tại sao nó ác tính, em phải đưa ra nhiều đặc điểm về nhân, về tế bào. Đấy, tỷ lệ nhân trên bào tương, về chất nhiễm sắc ở trong nhân, về hạt nhân. Đấy. Tóm lại thì là cô đã giới thiệu ở trên riêng về vi trường này, cô đã giới thiệu được cho các bạn đến bốn tiêu chuẩn để chẩn đoán. Tiêu chuẩn thứ nhất là gì đây nhỉ? Nhắc lại nào. Tiêu chuẩn thứ Tử nhất bắt đầu ạ. là chất loại tử mã động, nhớ đặc điểm của nó. Tiêu chuẩn thứ hai đó là Bào tế khổng bào khổng lồ lăng gan. Đúng rồi. Tiêu chuẩn thứ ba đó là tế bào bán liên. tế bào bán liên. Tiêu chuẩn thứ tư là Tế bào lympho. đúng rồi, tế bào lympho. Ở trong tất cả các tiêu chuẩn này thì tiêu chuẩn nào sẽ là tiêu chuẩn mà có tính chất quyết định chẩn đoán đây là tiêu bản tiêu lao? Chắc phải từ bà đọc. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Em cô là tế bào bán liên. Đúng rồi. Tại vì tất cả những yếu tố này không phải là năng nao nào nó có, chỉ trừ tế bào bán liên. Nếu như đã chẩn đoán là năng nao thì các em sẽ nhìn thấy được tế bào bán liên. Do đó tế bào bán liên là tế bào có yếu tố quyết định chẩn đoán. Còn cái yếu tố mà hướng tới chẩn đoán đó chính là hình ảnh chất hoại tử mã động. Khi nhìn thấy hình ảnh chất hoại tử mã động, các em có thể hướng tới đây chính là một cái tổn thương do lao, hướng tới, rõ chưa ạ? Chứ không phải là quyết định chẩn đoán. Đấy chính là bốn tiêu chuẩn. Đây tế bào gì đây ạ các em? Là cửa hàng. Lăng gan. Đây ạ. Tế bào gì? Đó à, tiếp ạ. Đúng rồi, vẫn là lăng gan đúng không ạ? Tế bào gì? Tế bào bán liên. Bán liên bán liên đúng không ạ? Tế bào bán liên.
Đấy, tế bào bán liên hình củ lạc, hình đế dày. Tế bào gì đấy? Lympho. Lympho. Ồ, đúng không? Tế bào gì đấy? Vừa đi bán liên. Tế bào gì nhỉ? Tế bào gì nhỉ? Theo các bạn. Tế bào gì? Em thấy đặc điểm của nó giống tế bào nào nhiều hơn ạ? Bán liên hay lympho ạ? Lympho ạ. Giống như đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó là gì ạ? Giống đặc điểm của tế bào lympho nhá. Đấy là tế bào lympho. Các bán liên đây này, bán liên nhân của nó bắt buộc là sáng màu, bởi vì sao? Bởi vì chất nhiễm sắc của nó ít, nó thường nằm ở rìa, chính vì thế mà màng nhân của nó trở nên dày hơn. Đấy. Còn chất nhiễm sắc khi mà mình nhìn thấy nó nằm ở phía bên trong như thế này rồi thì nó bắt buộc phải là tế bào lympho. Mặc dù là tế bào lympho đến nhất của nó không, chất nhiễm sắc của nó không được mịn đều, có thể đây là một cái gì ạ? Lympho không phải là lympho nhỏ mà nó là một trong những cái dạng lympho tâm bào hoặc là gì ạ? Hoặc là cái nguyên tâm bào. Tế bào gì đấy ạ? Tế bào khổng lồ ạ. Tế bào gan khổng lồ. Chưa? Tế bào gì đây? Bán liên ạ. Bán liên. Bán liên đúng không ạ? Tế bào gì đây? Lympho ạ. Nhìn kỹ tế bào gì? Hoại tử bã đậu đúng không? Hãy từ bắt đầu thì các em làm gì còn nhìn thấy rõ cái gì ạ? Từng cái nhân tế bào như này nữa. Nhìn thấy bào tương của nó. Tế bào khổng lồ ạ. Còn nó là tế bào khổng lồ Langerhans. Còn một dạng nữa ngoài dạng tế bào khổng lồ Langerhans xếp theo hình móng ngựa, hình vành khăn thì còn một dạng nữa, đó chính là tế bào khổng lồ Langerhans nhân sắp xếp kiểu vô định hình. Nhân sắp xếp vô định hình. Đấy chưa ạ? Đây là gì đấy ạ? Tế bào gì? Tế bào lympho. Lympho. Đấy là những cái gì ạ? Tế bào. Còn một tế bào cuối cùng nữa, tế bào gì đấy ạ? Tế bào xơ. Đúng rồi. Tế bào xơ này có đặc điểm gì ạ? Khác hoàn toàn so với lại lympho với lại bán liên nhé, nên các bạn cần nhớ ra. Đó chính là thường hình nhân của nó sẽ gì ạ? Hình kim khuôn nhọn hai đầu. Đấy. Bào tương cũng như là nhân của nó cũng tương đối là lớn. Nhân thường mắt màu đậm chứ không giống như là bán liên, độ cũng tròn như là lympho và kích thước của tế bào xơ này cũng lớn hơn so với lympho. Đây, đây là cấu trúc gì ạ? Chỗ dài, cô đang chỉ là dài sơ, dài sơ hoặc là tỉa vỏ sơ, bao sơ đều được chấp nhận đúng không ạ? À, tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy? Tế bào gì đấy ạ? Tế bào khổng lồ đúng không? Tế bào khổng lồ Langerhans đúng không ạ? Đấy, à, đây cũng là tế bào khổng lồ Langerhans. Trên cả cái cấu trúc này thì đây gọi là một cấu trúc gì nhỉ? Khi cô khoanh cả là này thì gọi là cấu trúc gì? Năng lao ạ. Năng nào? Cấu trúc năng lao. Năng lao này khác gì so với lại năng lao ngoại các em xem? Năng lao này khác gì so với lúc nãy mình xem nhỉ? Không có chất hoại tử bã đậu. Không. Đúng rồi. Năng lao này thiếu đi một thành phần ở vùng trung tâm, đó chính là không có chất hoại tử bã đậu. Khi một năng lao thiếu đi một trong những thành phần như là gì ạ? Chất hoại tử bã đậu, tế bào khổng lồ Langerhans, sơ hay là gì ạ? Lympho bào, thì người ta sẽ gọi nó là hình ảnh của một cái năng lao không điển hình. Nhớ nhé.
Một nano không điển hình có thể thiếu đi bất cứ thành phần nào nhưng không thể thiếu được tế bào bán liên. Đó chính là cái tiêu chuẩn quyết định chẩn đoán, là bởi vì vậy. Nhớ chưa ạ? Và đây gọi là lang lao không điển hình. Khi các thầy cô hỏi đây là cấu trúc gì hoặc chẩn đoán thì các em phải trả lời là lang lao không điển hình. Rõ chưa ạ? Rõ chưa các em? Vâng ạ. Vâng ạ. Thế là mình đã xong cái tiêu bản đầu tiên, tiêu bản viêm lao. Các em nhớ cho cô những vấn đề sau. Mình sẽ có một cái viêm lao không điển hình và một cái viêm lao điển hình. Tại sao lại gọi là viêm lao không điển hình? Yếu tố quyết định chẩn đoán trong viêm lao là gì? Yếu tố hướng đến chẩn đoán là gì? Đặc điểm của từng tiêu chuẩn chẩn đoán một ở trong viêm lao. Được chưa? Các bạn nắm được chưa ạ? Liên hệ ở trên lâm sàng, em sẽ thấy rằng những cái tổn thương lang nao này, những cái lang nao u hạt điển hình hay không điển hình này, các em có thể gặp được ở những vị trí nào trên cơ thể mình? Suy nghĩ thêm nhé. Đấy là xong tiêu bản thứ nhất. Tế bào gì được em? Test lại thêm lần nữa, tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy? Tế bào bán liên ạ. Đúng rồi, hãy dựa vào các đặc điểm của nó để trả lời. Tế bào gì đấy ạ? Tế bào xơ ạ. Tế bào gì đây? Lympho. Rồi. Tế bào gì đây? Tế bào khổng lồ. Rồi, tế bào khổng lồ đang hang, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái mà gì ạ? Trên cái tiêu bản cần nhận định những cái gì thì các em đều nhận định ra rồi. Bây giờ nó khác với lại cái phần thi đợt mà các bạn thi module hết, mà thi gì ạ? Thi ở thi trình chiếu ấy thì các em chỉ cần nhận ra đấy là cái gì thôi. Thời gian thi ngắn thôi, nhưng bây giờ thi theo kiểu vấn đáp là các thầy cô sẽ hỏi các em đây là gì, tế bào gì, cấu trúc gì, và các em phải giải thích tại sao các em lại nhận ra cái tế bào đấy dựa vào các đặc điểm của nó. Được chưa? Bây giờ mình sang tiêu bản thứ hai là tiêu bản ung thư biểu mô di căn hạch. Đối với bất kỳ một tiêu bản ung thư nào, các em cũng sẽ cần tìm cho cô những cái tiêu chuẩn chẩn đoán như sau. Thứ nhất đó chính là hình ảnh mô lành tính còn hay không, để mình biết được là mô ung thư nó xuất phát từ cái mô lành đấy hay là từ nơi khác nó sinh ra đến. Cái thứ hai các bạn cần biết đó chính là hình ảnh mô ung thư, để mình biết được nó là ung thư biểu mô hay ung thư liên kết. Cái thứ ba các em cần đến đó chính là hình ảnh của các tế bào ung thư. Chỉ ra được, nhận ra được hình ảnh của các tế bào ung thư ở trong đó. Đó chính là ba tiêu chuẩn để mà chẩn đoán bất kỳ một cái mô ung thư nào, các em đều phải đi theo như vậy. Sau này lên E3 em sẽ còn gặp nhiều cái tiêu bản ung thư, thì các bạn nhớ rằng là mình sẽ có ba cái tiêu chuẩn chính để chẩn đoán một cái tiêu bản ung thư, bao gồm có mô lành tính, mô ung thư và tế bào ung thư. Dựa vào đó để mình chẩn đoán nó là ung thư biểu mô nguyên phát hay là thứ phát hay là ung thư liên kết. Thì ở trong ung thư biểu mô di căn hạch này, nó là một cái ung thư thứ phát hay nguyên phát ạ mẹ? Ung thư thứ phát ạ. Đúng rồi, thứ phát. Nó có thể từ bất kỳ một cái biểu mô nào trong cơ thể, chẳng hạn như là biểu mô tuyến vú, biểu mô gì ạ, tuyến giáp, biểu mô tuyến vỏ buồng trứng, tuyến thượng thận, vân vân. Nó có thể di căn đến những cái hạch ở lân cận, chẳng hạn như là hạch bẹn, hạch cổ, hạch nách, đúng không? Và khi đó thì mình lấy cái hạch này ra và làm tiêu bản thì các bạn sẽ nhìn thấy cấu trúc bình thường của hạch. Bình thường cấu trúc bình thường của hạch thì các bạn sẽ thấy là nó phải có bao gồm cái gì nhỉ? Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái mô lành tính. 07 Nguyễn Thị Giang có đây không? 07 Nguyễn Thị Giang. Ừ,
Em trên danh sách lúc nãy cô chưa nhìn thấy tên em. Em trả lời cho cô cấu trúc ngũ hành. Nó gồm có ai? Gồm có những cấu trúc gì ạ? Cô cấu trúc thì gồm đa phần là vỏ sơ, vách sơ với cả nam máy huyết ạ. Vỏ sơ thì... cùng thứ ngoài này, cùng này là gì? Là vỏ sơ ạ. Rồi, cùng vỏ sơ. Từ vỏ sơ em sẽ nhìn thấy có những cái nhánh mà gì ạ? Nhánh mô liên kết nó đi vào phía bên trong này thì người ta gọi nó là cấu trúc gì? Vách sơ ạ. Vách sơ, đúng rồi. À, đấy chính là vùng vỏ. Cùng dưới vỏ của nó các em sẽ nhìn thấy có hình ảnh của các gì nhỉ? Nam mạch huyết ạ. Ừ, các nam mạch huyết. Các nam mạch huyết, thế còn đây? Đấy. Cái này mà cô đang chỉ vào đấy, nó là gì đấy? Rồi, cảm ơn Sam. 28 sách Việt. 28 sách Việt. Trần sách Việt. Bạn này cũng chưa có tên trong danh sách điểm danh. Bạn này có học không? Nếu như các em không học thực hành, các bạn sẽ không được thi thực hành. 28 Trần sách Việt. 30 Nguyễn Vân Anh. 30 Nguyễn Vân Anh. Thêm một bạn nữa. 30 Nguyễn Vân Anh không có. 42 Vũ Thị Linh. 42 Vũ Thị Linh. Các bạn học lý thuyết thì các em có thể tự đọc, tự nghiên cứu được. Nhưng riêng thực hành thì cần thiết phải học, bắt buộc phải học. Thì mới có thể có gì ạ? Các bạn mới có thể được tham dự thi. Phải có người hướng dẫn thì mình học được. Đây là 100% phải tham gia thực hành. 42 Vũ Thị Linh. Không có. 79 Nguyễn Thị Thúy. 79 Nguyễn Thị Thúy. Nếu cô em có ạ. Các em thì đấy là gì ạ? Em thưa cô đây là Tố Uyên 54 trả lời là môn thư không đúng. Đây là gì nhỉ? Em thưa cô đấy là vùng cận vỏ ạ. Vùng cận vỏ. Vùng cận vỏ không đúng. Rồi, cảm ơn em. 81 vỏ. Em mừng cô, Trần Thanh Việt có mặt ạ. Trần Việt sao bây giờ mới vào học? Em cô vừa em vào rồi không bị lác bật ra ngoài. Những bạn nào mà gì ạ, không có tên trong danh sách mà cô đọc ấy, các em phải gửi lại cái hình ảnh đấy cho lớp trưởng, hình ảnh mà các bạn tham gia học ấy cho lớp trưởng, để cho lớp trưởng gửi lại cho cô. Đúng rồi, bạn 12 Việt Hương đã trả lời đúng rồi, đây chính là hình ảnh của một năng info sơ cấp. Năng info sơ cấp đó là trong trường hợp mà các em sẽ thấy là chưa có sự phân hóa cục. Đấy, chưa có sự phân hóa của các tế bào lympho. Các tế bào lympho phân ra thành các tế bào lympho trưởng thành và các tế bào lympho non. Tương ứng với lại những cái tế bào mà đã được tiếp xúc với kháng nguyên thì nó sẽ di chuyển vào phía bên trong. Còn các tế bào mà chưa được tiếp xúc kháng nguyên thì nó vẫn ở phía bên ngoài. Để từ đó sản xuất ra thì biến hóa nên để sản xuất ra kháng thể. Đây chính là hình ảnh của năng lympho sơ cấp. Còn đây là hình ảnh của năng lympho thứ cấp. Các bạn sẽ nhìn thấy có sự phân hóa cực, đúng không ạ? Đấy, các trung tâm mầm thì nó nằm ở phía bên trong. Các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là vùng sáng. Còn ở phía bên ngoài này, như hôm trước cô giảng là nó sẽ có vùng rìa và vùng tối. Nhưng mà vùng rìa và vùng vỏ. Nhưng mà ở đây thì các bạn chỉ cần nói cho cô đây. Mà tóm lại ở đây nó chính là vùng tối thôi. Còn đây là vùng sáng, chính là trung tâm mầm. Bao gồm các tế bào lympho đang biến hóa. Tế bào lympho lớn còn ở vùng ngoại vi của nó là các tế bào lympho trưởng thành. Đấy là vùng dưới vỏ. Như vậy, một hình ảnh của một cái mô hạch lành tính là các bạn vẫn còn nhìn thấy hình ảnh của gì ạ? Vùng vỏ sơ, vách sơ, hình ảnh của vùng dưới vỏ với hình ảnh của các năng info sơ cấp, thứ cấp. Đấy. Đấy chính là cái cấu trúc hạch bình thường mà các bạn cần nhớ. Vậy thì trong trường hợp mà các hạch này nó bị mô
mô ung thư từ nơi khác nó di căn đến, hoặc là nó bị di căn thứ phát theo đường mạch huyết, hạch bạch huyết nó di căn đến thì nó sẽ như thế nào? Em sẽ nhìn thấy là bên cạnh những cái cấu trúc bình thường của hạch thì sẽ xuất hiện thêm cái cấu trúc gì đấy ạ? Chẳng hạn như là bình thường ở vùng miệng vỏ sơ cho đến vùng dưới vỏ trong các xoang bạch huyết nó có xuất hiện cái cấu trúc không ạ? 81 thanh trà. Tám hai long vũ. Cô đã thấy bạn Vũ Thị Linh vào rồi. 42 Vũ Thị Linh. Nếu như em không có mic thì em hãy trả lời cô. Ở đây bạn sẽ gì ạ? Cô vừa nói là bình thường mình sẽ nhìn cấu trúc hạch cùng có vùng vỏ, vùng dưới vỏ với hình ảnh của năng info, và giữa hai vùng đó chính là hình ảnh xoang bạch huyết. Thì hiện tại ở đây trong xoang bạch huyết nó xuất hiện cấu trúc gì đấy ạ? Nguyễn Văn Anh vừa vào trả lời cho cô nào. Rồi, 53 Thu Trang trả lời đúng rồi ạ. Mô ung thư. Chính xác, đây chính là hình ảnh của mô ung thư biểu mô. Nó di căn theo đường bạch huyết. Đường bạch huyết đến thì nó sẽ đi vào từ vùng vỏ đúng không ạ? Và chính vì thế nên là các em sẽ nhìn thấy có hình ảnh của mô ung thư nó đi vào và nó nằm ở trong các xoang bạch huyết dưới vỏ này. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó còn đi vào tận phía bên trong của vùng dưới vỏ cũng như là vùng gần vỏ. Tại sao mình lại nhận định được đây là hình ảnh của mô ung thư? Thì các bạn thấy rằng là ở trong hạch bình thường nó chỉ có các vùng vỏ, vùng dưới vỏ với hình ảnh của năng lympho và bên cạnh nó là các tế bào lympho thôi. Thì giờ đây nó xuất hiện những cái cấu trúc mà các tế bào ở đây nó to nhỏ không đều nhau, nó đứng với nhau tạo thành từng mảng một. Đấy, trong khi các tế bào lympho thì nó gì ạ? Nhỏ đều và nó đứng rời rạc nhau, thì ở đây nó thì to nhỏ không đều và đứng liên kết với nhau thành mạng. Thì đây chính là hình ảnh của mô ung thư biểu mô, nó di căn đến hạch theo đường bạch huyết, nhớ nhá. Có những bạn thì trả lời ung thư biểu mô di căn hạch nhưng mà lại trả lời câu hỏi là đi theo đường nào thì lại đi theo đường máu. Nó đi theo đường bạch huyết, chính vì thế là các bạn sẽ nhìn thấy là ở ngay sau dưới vỏ mình có thể tìm thấy hình ảnh của các gì ạ, các mô ung thư này rồi. Nếu đi theo đường máu thì nó phải bắt đầu từ vùng rốn hạch. Đấy. Rất nhiều những cái bạn mà bắt đầu điểm danh thì bắt đầu mới vào. Đây là hình ảnh cấu trúc gì đây em? Nang lympho ạ. Rồi, nang lympho gì nhỉ? Thứ cấp. Đúng rồi, nang lympho thứ cấp. Còn nếu như cô chỉ khoanh vào trong này thì em nói là trung tâm mầm của nang lympho thứ cấp. Đây là hình ảnh gì ạ em? Cấu trúc gì? Ung thư. Đúng rồi, cấu trúc ung thư. Cấu trúc ung thư này là ung thư biểu mô hay ung thư liên kết? Ung thư liên kết ạ. Ung thư liên kết, có bạn nào nói khác không ạ? Ung thư liên kết. Ung thư biểu mô ạ. Đúng rồi, ung thư liên kết thì nó sẽ phải gì ạ? Ranh giới cho các tế bào nó sẽ không rõ ràng đúng không? Ở đây các em nhìn thấy từng tế bào ung thư rất là rõ ràng này, nó vẫn còn ranh giới cho các tế bào ung thư. Đây chính là hình ảnh của mô ung thư biểu mô. Các tế bào ung thư đứng trong tạo thành từng đám và vẫn nhìn thấy rõ ranh giới giữa các tế bào ung thư. Các tế bào ung thư ở đây tại sao lại là tế bào ung thư? Bởi vì mình thấy rằng là trong hạch nó sẽ không có cấu trúc tạo thành từng đám này. Các tế bào không to nhỏ, không đều như thế này mà chỉ có các tế bào lympho đứng rời rạc thôi. Ở trên cái tiêu bản này
em chỉ cần nhớ cho cô những cái đặc điểm như vậy thôi. Những cái đặc điểm như thế để mình nhận ra. Thứ nhất là hình ảnh của mô hạch bình thường nó như thế nào. Nó bao gồm có vùng vỏ, vùng dưới vỏ với hình ảnh của các lympho và các tế bào lympho ở xung quanh trong vùng dưới vỏ hoặc là vùng vách nang, gian nang. Thứ hai, tiêu chuẩn thứ hai đó chính là hình ảnh của mô ung thư. Mô ung thư ở đây nó thường đứng với nhau tại hình đám hoặc là nó có thể gọi là cấu trúc của ống tuyến tùy theo nơi mà nó di căn đến. Các tế bào ung thư ở đây nó sắp xếp phá vỡ hoàn toàn cái cấu trúc bình thường của hạch. Chẳng hạn như là vùng xoang dưới vỏ xoang mạch huyết này bình thường không có thì bây giờ xuất hiện các tế bào ung thư này. Rồi thì là gì ạ? Các tế bào này nó đứng với nhau tại thành từng đám, từng mảng hoặc là gọi thành cấu trúc tuyến. Đấy là những cấu trúc hoàn toàn không có trong hạch bình thường. Cái thứ ba nữa, đó chính là tiêu chuẩn tế bào ung thư. Các tế bào ung thư ở đây có ranh giới giữa các tế bào rõ ràng nên là hướng tới nó là tế bào biểu mô xuất phát. Tế bào ung thư có nguồn gốc từ biểu mô. Các tế bào này nó có thể là gì? Có những cái hình thái to nhỏ không đều khác nhau. Đấy. Có những tế bào thì nó còn có những cái chế tiết nhầy ở phía bên trong làm cho bào tương của nó sáng màu như thế này. Nhưng có những tế bào thì hoàn toàn không có. Đấy là những cái đặc điểm để mình hướng tới. Đây chính là tế bào ung thư và toàn bộ cái này gọi là cấu trúc mô ung thư. Tế bào gì đây hả các em? Tế bào gì ạ? Tế bào lympho. Đúng rồi, tế bào lympho. Tế bào lympho. Trong đấy á, như vậy là các bạn thấy rằng là cái tiêu bản thứ hai này, ba cái tiêu chuẩn chẩn đoán của nó rất là rõ ràng và rất là dễ nhìn. Em có hỏi gì không ạ? Hỏi gì cái này không ạ? Em thưa cô là cái chỗ lăng lympho thứ cấp ở phía trên ấy ạ. Cô ơi, cái đấy mình gọi, mình chỉ nói chung là lăng lympho thứ cấp hay là có nói thêm về trung tâm mầm hay không ạ? Không. Khi mà thi thứ cấp, một trong những cái mà các em cần các em còn nhìn thấy màn hình cô chia sẻ không nhỉ? Nhìn thấy cô chia sẻ lại chưa? Có. Chưa thấy à? Rồi ạ. Ừ. Khi thi vấn đáp, một trong những cái mà các em cần lưu ý đấy chính là các thầy cô hỏi gì thì mình nói đấy. Chẳng hạn như là các thầy cô hỏi cấu trúc gì, quanh vào đây hỏi cấu trúc gì thì các bạn chỉ cần trả lời là gì ạ? Cấu trúc lăng lympho thứ cấp thôi. Sau đó thì các thầy cô mới hỏi thêm là thế lăng lympho thứ cấp nó được cấu tạo gồm có những vùng nào thì các em mới nói tiếp. Được chưa? Được chưa ạ? Vâng. Vâng. Có những lúc các bạn bị mất hình ảnh chia sẻ đúng không nhỉ? Có đúng không? Dạ vâng ạ. Mạng lag lắm ạ. Rồi, đấy là gì ạ? Đấy là cái ung thư biểu mô di căn hạch. Phải nhớ đúng tên gọi của nó mà chẩn đoán nhé. Nhớ những tiêu chuẩn chẩn đoán của nó, đặc điểm để mà mình chẩn đoán ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán đấy. Trên lâm sàng các bạn có thể gặp cái ung thư biểu mô di căn hạch này khá là nhiều. Nhiều khi nó lại là cái triệu chứng đầu tiên để mình phát hiện ra bệnh nhân bị ung thư. Chẳng hạn như là bệnh nhân tự dưng lấy thấy nổi hạch cổ hoặc hạch thượng đòn này, hoặc là hạch bẹn, hạch nách, sau đó đến khám với mình. Những cái hạch này thì thường ở trên lâm sàng tương ứng với lại cái cấu trúc mô ung thư, nó đến nó xâm lấn ở các vùng như thế này, phá vỡ hình ảnh cấu trúc của các vùng, làm tăng sinh vùng vỏ, tăng sinh cái vùng gian nang này. Thì các hạch có kích thước lớn, mật độ chắc và thường không di động. Được chưa? Các em còn hỏi gì cái tiêu bản này không? Còn hỏi
hỏi gì không ạ? Có hỏi gì nữa không em? Cuối giờ mới hỏi cô. Ừ, bây giờ mình sẽ sang tiêu bản tiếp theo, đó là tiêu bản bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào. Đấy là tiêu bản cuối cùng của các bạn. Em học bệnh Hodgkin thì các em học có rất là nhiều cái thể khác nhau đúng không? Nhưng mà mình chỉ học ở trên cái phần thi là thể hỗn hợp tế bào thôi. Bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào thì đây là ung thư xuất phát, nguyên phát hay là thứ phát hả các em? Nguyên phát ạ. Ừ, ung thư nguyên phát, các tế bào ung thư ở đây nó xuất phát từ đâu nhỉ? Nó có phải là từ nơi khác nó di căn đến giống như ở trong trường hợp kia nữa không? Trong trường hợp ung thư nó không di căn đâu ạ. Mà nó, ừ, thì nó xuất phát từ tế bào nào của hạch? Em nghĩ là tế bào limpho rồi. Ừ, đúng rồi, chính xác. Nó là xuất phát từ tế bào limpho, đúng không ạ? Đấy. Nó xuất phát từ tế bào lympho. Các tế bào ung thư ở trong ung thư bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào thì nó xuất phát từ các tế bào lympho. Các tế bào lympho đã bị chuyển dạng trở thành các tế bào ác tính. Các tế bào ác tính là tiêu chuẩn để chẩn đoán trong cái bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào này. Đó là tế bào gì nhỉ? Tế bào gì? Sternberg. Tiêu chuẩn nào là tiêu chuẩn chính? Đúng rồi. Tế bào này là tế bào gì đấy ạ? Tế bào Resterberg ạ. Tế bào Resterberg. Em nhìn tế bào Resterberg này này. Một trong những cái mà các bạn hay nhầm đó là các bạn nhầm tế bào Resterberg với tế bào khổng lồ Langerhans. Em nhìn đặc điểm của, như lúc nãy cô đã nói, tế bào khổng lồ Langerhans nó là một tế bào lành tính, còn đây là tế bào ác tính. Thì vậy các bạn thấy rằng là những đặc điểm nào thể hiện sự ác tính của cái tế bào Resterberg này nhỉ? Cũng như là nó luôn đặc điểm của tế bào Resterberg. Tỷ lệ nhân trên bào tương chiếm 1/2 ạ. Đúng rồi. Đặc điểm thứ nhất nổi bật lên đó chính là các em sẽ nhìn thấy nhân của nó chiếm đến 1/2 so với bào tương. Còn gì nữa nhỉ? To nhỏ không đều ạ. Rồi, nhân to nhỏ không đều. Gì nữa? Còn gì nữa nhỉ? Nhân chia múi. Nhân chia múi, gì nữa? Nhân to nhỏ không đều, các em có thể nhìn thấy còn những nhân này nó rất lớn, nhưng mà những cái nhân này sắc. Đúng rồi, chất nhiễm sắc nữa. Chất nhiễm sắc ở bên trong thì các em thấy rằng là nó thô vón, nên là nhìn màu sắc của nó khi mà mình nhuộm lên nó cũng bắt màu không đồng đều. Đấy. Màng nhân của nó dày, mình nhìn rõ cái viền màng nhân của nó. Tất cả những cái đặc điểm đấy đều là thể hiện màng nhân của nó vừa dày mà nó vừa méo mó. Bình thường chẳng hạn như là tế bào lympho chẳng hạn, màng nhân của nó gì ạ? Không rõ, và mình sẽ nhìn thấy nhân của nó sẽ là hình tròn, hình bầu dục rất là rõ. Nhưng ở đây thì nhân của nó vừa đa dạng về hình thái, chất nhiễm sắc của nó vừa nhiều, màng nhân của nó dày, tỷ lệ nhân trên bào tương cao. Đấy, tất cả những đặc điểm đấy đều thể hiện tính chất ác tính của nó. Đó là các tế bào ung thư thì chỉ là gì ạ? Các tế bào mà duy trì cái sinh hoạt vô hạn độ của nó thôi. Đấy, nó sống hoàn toàn phụ thuộc vào cái vật chủ nó ký sinh, nên là nó không có những cái bào quan xung quanh để phục vụ cho cái việc nuôi dưỡng của tế bào. Em trả lời xong rồi thì tắt mic nha. Đấy là tế bào khổng lồ Langerhans. Những cái biến, à quên, tế bào Resterberg đúng không ạ? Tiêu chuẩn chính để chẩn đoán. Khi các em nhìn thấy những đặc điểm này thì các bạn phải hướng tới đây chính là tiêu bản bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào. Đấy. Những cái biến thể của tế bào Resterberg thì các bạn có thể thấy là nó sẽ bao gồm có trong bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào thì đó chính là tế bào gì nhỉ? Nó sẽ gặp rất nhiều những biến thể của Resterberg và tùy theo từng thể của nó thì sẽ có những cái biến thể khác nhau. Chẳng hạn như là các biến thể có hốc tế bào thoái hóa, đúng không ạ? Đúng rồi, biến thể mà tế bào hôn nhân này đó là tế bào Hodgkin, đúng không ạ? Tế bào Hodgkin thì nó khác gì so với lại tế bào Resterberg nhỉ?
nó vẫn là tế bào ác tính, nhưng chỉ không một nhân. Đúng rồi, nhân không thiên lý. Nó chỉ có một nhân thôi, đúng không ạ? Kích thước của tế bào của nó thì nhỏ hơn so với lại Bethenberg. Đấy, nhân của nó không chia múi nên nó chỉ có một nhân thôi. Tế bào gì đây hả các em? Tế bào gì nhỉ? Tế bào gì? Tế bào Hodgkin ạ. Đúng rồi, tế bào Hodgkin. Tế bào gì đây ạ? Đúng rồi, đây chính là hình ảnh của một tế bào Rechtenberg kinh điển. Các bạn sẽ nhìn thấy nhân của nó chỉ chia hai múi và nằm đối xứng với nhau. Ở trong nhân của nó thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có một cái khoảng sáng bao quanh cái hạt nhân của nó. Đấy, đấy chính là, và cái hạt nhân của nó là ưa toan. Đấy chính là hình ảnh điển hình của một tế bào Rechtenberg kinh điển, hay người ta còn gọi là tế bào gì nhỉ? Chia hai nhân và chỉ nằm đối xứng mắt cú ạ. Tế bào soi cú. Tế bào mắt cú, chính xác. Tế bào gì đây ạ? Tế bào gì đây ạ? Tế bào Hodgkin. Tế bào Hodgkin, các em chỉ nhìn thấy một nhân duy nhất thôi, đúng không ạ? Chất nhiễm sắc bên trong không đồng đều, hạt nhân rất lớn và ưa toan, tỷ lệ nhân trên bào tương chiếm gần hết. Đấy. Những cái đặc điểm đấy để mình hướng tới, nó là tế bào ác tính, được chưa ạ? Bên cạnh đó, các em nhìn đến tế bào này thì các bạn thấy giống tế bào gì? Tế bào này này. Tế bào bán liên. Đúng rồi, nhưng mà tế bào bán liên thì chỉ có ở trong gì ạ? Viêm lao, đấy là tên gọi đặc biệt của nó, ở trong viêm lao. Còn ở đây thì mình phải gọi nó là... Nó là gì? Nguồn gốc của bán liên là từ gì? Đại thực bào ạ. Đúng rồi, nên là ở đây thì nó sẽ là các đại thực bào hoặc là mô bào, nhớ chưa ạ? Đấy, các đại thực bào hoặc mô bào. Đặc điểm của nó vẫn là rất lành tính, đúng không ạ? Tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy các em? Tế bào Hodgkin. Đúng rồi, em nhìn này, màng nhân của nó rất dày và xù xì, nhiều góc cạnh, hạt nhân ưa toan nổi rõ. Đấy, Hodgkin, Hodgkin, đúng không ạ? Rồi, gọi là thể hỗn hợp tế bào, gọi là bệnh Hodgkin là bởi vì mình nhìn thấy hình ảnh của các tế bào Rechtenberg là tiêu chuẩn chính, ngoài ra còn có thể thấy được biến thể của nó là các tế bào Hodgkin. Gọi là thể hỗn hợp tế bào bởi vì ngoài nền của các tế bào lympho sẵn có trong hạch thì ở trong hạch này còn sự xuất hiện của rất nhiều những cái tế bào phản ứng khác nữa, như là tế bào gì đấy ạ? Như là tế bào gì đấy ạ? Đại thực bào. Có phải đại thực bào không ạ? Hodgkin. Hodgkin ạ? Bạch cầu ái toan. Đúng rồi, chính xác, bạch cầu ái toan. Em có nhìn thấy nhân của nó chưa múi không? Nó gần giống như hình số 3 đấy không ạ? Và gì ạ? Trong bào tương của nó có nhiều hạt ưa toan lấm chấm màu đỏ này. Đấy. Đấy chính là gì ạ? Bạch cầu ái toan, bạch cầu ái toan. Tế bào gì đây ạ? Ngoài bạch cầu ái toan ra còn nhìn thấy tế bào gì nữa? Cái nền này mình nhìn thấy toàn là tế bào phản ứng thôi. Các mô bào này, các lympho bào này, lympho bào. Tế bào gì nữa đây ạ? Tương bào ạ. Đúng rồi, các em nhìn thấy là nó cũng có các hạt ưa toan ở trong tế bào, nhưng nhân của nó nằm lệch về một phía, thì đấy chính là tương bào. Đấy, như vậy là để chẩn đoán bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào thì các bạn cần những cái tiêu chuẩn gì nhỉ? Cần những tiêu chuẩn gì? Rechtenberg. Rechtenberg. Thứ nhất là các em phải nhìn thấy hình ảnh của tế bào ung thư. Các tế bào ung thư ở đây gồm có Rechtenberg, gì nữa? Hodgkin. Hodgkin, đúng không ạ? Đấy. À, hoặc là nhìn thấy hình ảnh điển hình của Rechtenberg là mắt cú hoặc soi gương. Tiếp theo ạ. Gì nữa ạ? Hãy nhớ là chẩn đoán một tiêu bản ung thư gồm có những cái gì đi. Các tế bào ung thư này nó gì ạ? Đứng rời rạc nhau. Nên là làm sao nữa ạ? Rời rạc nhau rồi gì nữa ạ? Nó còn giữ cấu trúc của hạch không? Các em nhìn toàn bộ, còn nhìn thấy cấu trúc của hạch không ạ?
nhìn rõ cấu trúc của hạch không? Không ạ. Không ạ. Phá vỡ hoàn toàn cấu trúc của hạch, đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái đặc điểm thứ hai. Cái đặc điểm thứ ba nữa, đó chính là gì ạ? Cái gợi ý đến đây là mô hạch, đó chính là các em nhìn thấy nó có sự xuất hiện của nền nipho bào rất là nhiều. Được chưa ạ? Đấy là tất cả những cái tiêu chuẩn để mình chẩn đoán đây là bệnh Hodgkin. Thế còn chẩn đoán đây là thể hỗn hợp tế bào thì sẽ là gì nhỉ? Thể hỗn hợp tế bào khi mà mình nhìn thấy nó có nhiều loại. Đúng rồi, nhiều loại tế bào viêm phản ứng như là tương bào, như là bạch cầu ưa toan, như là mô bào, lympho bào. Được chưa ạ? Được chưa các em? Chưa ạ. Tại vì em thấy nó nhiều cái nó nhìn khó lắm. Cô giảng thì dễ lắm, nhưng mà vào thi thì nó cái thế nào ấy? Vào thi thì nó không còn dễ nữa đúng không ạ? Các em phải dựa vào đặc điểm của nó. Chẳng hạn như là tế bào này là tế bào gì nhỉ? Tế bào này là tế bào gì? Đại thực bào ạ? Đúng rồi, đại thực bào, đúng không ạ? Tế bào này vẫn là Hodgkin đúng không? Bây giờ nhá, để cho nó dễ hơn thì mình sẽ đi vào soi tiêu bản luôn các em nhé. Soi lại bằng đế tiêu bản và các bạn sẽ nhìn và đoán xem tiêu bản đấy là những cái tiêu bản gì. Và những cái phần nào mà khó nhìn thì các bạn sẽ hỏi cô, được không ạ? Được không em? Vâng. Vâng.
Em đã nhìn thấy màn hình cô chia sẻ chưa nhỉ? Nhìn thấy không em? Rồi ạ. Ừ. Rồi. Đây là tiêu bản gì? Dựa vào tất cả những cái đặc điểm để hướng tới tiêu chuẩn chẩn đoán ấy, thì theo các bạn sẽ hướng về tiêu bản nào? Tất cả những cái đặc điểm. Ung thư biểu mô di căn hạch à? Ung thư biểu mô di căn hạch. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Nào, cô sẽ giúp các em phân tích một chút nha. Đây là vùng. Đây là vùng nào? Đúng rồi, đây là vùng vỏ hạch. Chính xác, đây là vùng vỏ hạch. Còn đây là phần cấu trúc trong hạch. Cấu trúc hạch này còn phần nào giữ lại không các em? Hay là nó bị xóa hoàn toàn rồi ạ? Bị xóa hoàn toàn. Đúng rồi, đấy là tiêu chuẩn thứ nhất. Mình chỉ nhìn thấy vỏ hạch, còn phía bên trong thì đã bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn hình ảnh của các NaminFo nữa. Tiếp theo, trên nền của nó các bạn sẽ thấy nó có những tế bào có kích thước rất lớn, đúng không ạ? Và những tế bào có kích thước rất nhỏ. Những tế bào có kích thước rất lớn này xen lẫn với những tế bào kích thước nhỏ, nó tạo cho mình cái cảm giác giống như là khi các bạn giải ra, tung ra những cái viên sỏi mà nó có cả những viên có kích thước lớn và kích thước nhỏ xen lẫn vào với nhau ạ. Trên một nền mà nó gì ạ? Bắt màu hơi ưa toan. Bây giờ mình sẽ chuyển sang vật kính 40. Như vậy là ở vật kính người, các em chỉ có một cái tiêu chuẩn duy nhất thôi, đó là cấu trúc hạch bị xóa hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ xem ở vật kính 40 để nhìn tế bào nó thế nào nhé. Nhìn tế bào nó thế nào ạ? Những tế bào có kích thước lớn lúc nãy mình soi vật kính 10 đây này. Và những tế bào có kích thước nhỏ này. Tế bào có kích thước lớn này là tế bào gì đấy? Tế bào có kích thước lớn đấy là tế bào gì? Là gương hạt. Tế bào. Có bạn nói Langerhans, có đúng là Langerhans không ạ? Cô nói rồi, dựa vào đặc điểm của gì ạ? Nhân đặc điểm của bào tương của nó để mà mình kết luận. Nó phải lăng ra không? Tế bào Rademburg hả cô? Đúng rồi, đây là tế bào Rademburg nhá. Nhìn này, tỷ lệ nhân trên bào tương là cái nổi bật. Các em nhìn thấy nó đã gì ạ? Chẳng hạn như tế bào này nó gần chiếm hết, cái tế bào này thì chiếm 1/2. Đấy, tế bào này cũng gần chiếm hết. Tiếp theo là nhân chia múi và to nhỏ không đều. Nhìn nhân của nó to nhỏ không đều chia múi. Hình ảnh của cái hạt nhân ở trên cái hình ảnh này thì các em hơi khó nhìn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà gì ạ? Những cái đặc điểm đấy là các bạn phải hướng tới, nó là tế bào ác tính rồi. Từ cái đặc điểm đầu tiên là các gì ạ? Cấu trúc hạch bị xóa hoàn toàn. Và nó là ác tính rồi, không thể nào mà nó là tiêu bản viêm lao được. Đến cái vật kính 40 các em nhìn thấy hình ảnh của tế bào Rademburg thì các bạn phải loại trừ cái ung thư biểu mô di căn hạch mà nó chỉ là tế bào, đây là tiêu bản bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào. Đấy. Tế bào gì đây ạ các em?
Hokkien. Đúng rồi, tế bào Hokkien, đúng ạ. Hokkien, Hokkien. Tế bào gì đấy ạ? Limpho. Tế bào limpho. Tế bào limpho, chính xác. Tế bào gì đấy ạ? Đại thực bào. Ôi, đại thực bào. Tế bào gì đấy ạ? Tương bào. Khi nói là tương bào thì các nhân em lệch về một phía. Đúng rồi. Ngoài đặc điểm là bào tương ngô toan nhân nằm lệch về một phía, chất nhiễm sắc theo kiểu hình bánh xe, thì các em còn phải so sánh nó với lại so sánh kích thước tỷ lệ nhân trên bào tương màng nhân của nó. So sánh kích thước của nó thì thường so sánh với lympho bào, bởi vì là lympho tương bào nó được biến hóa từ lympho bào. Ngay bên cạnh nó có mấy cái tế bào lympho này, các em so sánh cái này so với lại những tế bào xung quanh thì nó có phải là tương bào hay không ạ? Nó phải là tương bào không? Nó là tế bào gì? Rồi mình sẽ quay lại sau. Hokkien. Đúng rồi, đây là tế bào Hokkien chứ. Thế còn tế bào này? Cái đấy giống tương bào hơn. Đúng rồi, cái này mới là tương bào, so sánh nó với lại lympho bào xung quanh này. À, nhân của nó này, tương đương đúng không ạ? Nằm lệch về một phía. Chất nhiễm sắc của nó lan tỏa ra hình lan hoa bánh xe và bào tương ngô toan. Được chưa ạ? Tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì nhỉ? Đâu nhỉ? Tế bào cô đang định chỉ đâu ạ? À? Em nhìn này rõ hơn đúng rồi đúng không ạ? Vâng. Cái tế bào cô vừa chỉ nó ở bên trái. Đây đây. Tương bào à cô? Có phải tương bào không ạ? Không có vẻ giống. Đúng rồi, nó cũng có điểm giống. Đúng không ạ? Giống lympho bào hơn. Không, lympho bào đây này. Tế bào này chưa định hình lắm. Đây, tế bào này đi. Tế bào này là tế bào gì? Hokkien. Lại Hokkien. Nhìn tỷ lệ nhân với bào tương của nó có lớn quá không em? Đặc điểm nhân của nó, màng nhân của nó có dày, có xù xì không? Không. Nó là tế bào gì? Nhân chiêu mũi. Bạch cầu ái toan. Bạch cầu ái toan đúng không ạ? Chính ra không biết các bạn có nhìn thấy cái tế bào mà cô chỉ ở phía trên này lúc nãy không? Cái tế bào đấy nó cũng là bạch cầu ái toan, nhưng mà ở trên kính của các em có lẽ là các em không nhìn rõ nó chia múi, nên là các bạn đã không trả lời được. Đấy, nó chia múi này. Đấy, nó vẫn là bạch cầu ái toan. Cái này thì các bạn nhìn rõ hơn đúng không ạ? Chia hai múi rất là rõ và bào tương ngô toan. Đúng chưa các em? Rõ hơn một kẹo kẹo. Đây là tế bào gì đây? Nhìn nó cũng mờ mờ. Đại thực bào. Có phải đại thực bào không ạ? À, mắt cú ạ. Đúng rồi, mắt cú đúng không ạ? Đấy. Nhìn thấy nó chia ra, các em nhìn có nhìn thấy cái hạt nhân ở bên trong không ạ? Hạt nhân ưa toan ở bên trong của nó không? Có nhìn thấy không? Hai hạt nhân ưa toan nằm hai bên này, có thấy không ạ? Thấy ạ. Đấy. Đáng nhẽ là mình soi ở đây nó phải rõ hơn chứ ạ? Vì nó cũng giống như cô cũng đang nhìn ở trước màn hình. Tế bào gì đấy ạ?
Hawking ạ. À? Hawking, có bạn nào ý kiến khác không ạ? Em bảo Rattenberg. Rattenberg, nhân chia thành hai múi đúng không ạ? Thực ra cái này cũng có thể gọi là mắt cú vì các bạn cũng nhìn thấy nó chia hai nhân và có hai hạt nhân. Hai nhân này nó nằm đối xứng với nhau, tuy nhiên là gì ạ? To nhỏ không đều đúng không ạ? Thôi đáp án Rattenberg hay là tế bào mắt cú thì đều được các cô chấp nhận. Tế bào gì đấy ạ? Hawking là cô. Đúng rồi, Hawking. Đấy, đã thấy dễ nhiều chưa? Dễ hơn chưa? Chưa cô ạ. Chưa cô ạ. Mình nhìn thấy ở trên vật kính 10, các em nhìn thấy tiêu chuẩn chẩn đoán của nó, đó chính là gì ạ? Cấu trúc hạch bị xóa. Cái thứ hai nữa là ở trên vật kính 40 các bạn sẽ nhìn thấy cấu trúc hạch bị xóa và hình ảnh tế bào to nhỏ không đều đúng không ạ? Trên vật kính 40 các bạn sẽ đi tìm hình ảnh của các tế bào có kích thước lớn, xem nó tương ứng với lại các tế bào Rattenberg hay là gì ạ? Tế bào mắt cú hay không? Này, tế bào Rattenberg, tế bào mắt cú rất nhiều đúng không ạ? Rồi thì các tế bào Hawking. Thêm vào đó thì là các bạn đi tìm cái thể hỗn hợp tế bào, nhìn nền của các tế bào tương bào, các bạch cầu gì ạ? Ái toan, bạch cầu ái toan. Đấy. Và các lympho bào. Ngoài ra thì có thể gặp hình ảnh của mô bào nữa. Đấy. Bây giờ soi tiếp một tiêu bản nữa nha. Xem nhận định nha. Cô đang di chuyển rất là chậm để cho các bạn nhìn đấy ạ. Đây là ở trên vật kính 10, vật kính 100. Các em cái này thấy cái khi mà nhìn như vậy thì thấy cái đặc điểm gì ạ của cái hạch này ạ? Của cái hạch này ạ? Đặc điểm gì nhỉ? Nếu mà là của cái hạch này thì nó mất hết cấu trúc. Đúng rồi, vẫn là nhìn thấy đặc điểm đầu tiên đó là nó mất hết cấu trúc đúng không ạ? Đấy, vẫn có những cái hình ảnh các tế bào lớn nhỏ không đồng đều. Có những cái gì ạ? Hiện tượng tăng sinh mạch máu nhiều hơn so với lại cái hình ảnh của cái hạch. Lúc nãy mình vừa xem của cái tiêu bản lúc nãy mình vừa xem. Trên mặt kính 400, các em sẽ nhìn thấy gì nhỉ? Nhìn thấy những cái gì ở đây? Nhìn thấy tế bào mắt cú. Tế bào mắt cú. Tế bào Rattenberg. Lympho bào. Tế bào Rattenberg. Rattenberg. Các mô bào. Mô bào. Gì nữa? Còn thấy gì nữa không nhỉ? Cái bạch cầu ái toan. Chính xác, bạch cầu ái toan. Đúng không ạ? Thấy rất nhiều gì ạ? Nền của hạch, cấu trúc nền của hạch đó chính là lympho bào. Đúng không ạ? Đấy. Gì nữa đây ạ? Bào tương. Bào tương á? Tế bào đó. Cơ mà tương bào. Đừng nói ngược nhé. Đúng rồi, tương bào. Tương bào. Ừ, mình đừng nói ngược nhé, nói ngược thì nó chỉ ra được một cấu trúc của tế bào là bào tương nhân hoặc là gì à? Màng bào tương thôi, còn tương bào thì nó mới là tên gọi của tế bào.
Đấy, ở đây các em sẽ gặp rất là nhiều hình ảnh của tế bào mắt cú này, tế bào mắt cú này, Bethenberg này, nhân chia nhiều múi, kích thước tế bào lớn, tỷ lệ nhân trên bào tương lớn và gì ạ, màng nhân dày, trách nhiệm sắc thô bón, hạt nhân ở phía bên trong ưa toan và nổi rất là rõ. Tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy em? Bào Hodgkin. Đúng rồi, Hodgkin. Tế bào gì đấy? Em rất là lúng túng giữa một cái gì ạ? Đại thực bào với lại một cái Hodgkin đúng không? Nhưng đại thực bào hay mô bào nó là tế bào lành tính cơ mà. Kể cả kích thước của tế bào đấy nó có gì ạ? Tăng kích thước lên nhưng mà cái hạt nhân của nó cũng sẽ không nổi rõ như thế này, và màng không có hạt nhân có kích thước lớn và nổi rõ. Rồi thì là màng nhân của nó không dày. Tỷ lệ nhân trên bào tương nó không lớn. Tế bào này là tế bào gì? Hodgkin. Hodgkin đúng ạ. Đấy. Tế bào này là tế bào gì? Tế bào này là tế bào gì? Đại thực bào. Đại thực bào. Đúng rồi. Tế bào này là tế bào gì? Hodgkin. Rồi, ok. Được chưa? Tiêu bản này ngon chưa? Chưa. Vẫn chưa. Hay còn cái gì nữa? Chưa cô. Cô cho xem tiếp đi. Cô xem tiếp đi à? Vâng. À. Bao giờ chán thôi nhá. Nào. Em cô là lúc nãy cô có nói tế bào ung thư hoại tử thoái hóa thì cô có thể cho em và các bạn xem hình ảnh của tế bào ung thư hoại tử thoái hóa được không ạ? Ok. Ở đây các em sẽ nhìn thấy đây là tế bào gì đây? Tế bào Rettenberg. Rồi, tế bào Rettenberg. Đây là tế bào gì? Đại thực bào. Thực bào. Có phải đại thực bào không ạ? Ngoài đặc điểm hạt nhân ra thì các bạn còn phải nhìn đặc điểm màng nhân, đặc điểm tỷ lệ nhân trên bào tương nữa. Đây là tế bào gì? Hodgkin. Đúng rồi, Hodgkin. Đấy, các bạn thấy rằng là những cái tế bào gì ạ? Những cái tế bào ác tính thì nó sẽ gì ạ? Có hình ảnh màng nhân, hình ảnh của bào tương rất là rõ ràng. Nhưng những cái tế bào mà bị những tế bào ung thư mà bị hoại tử, bị thoái hóa thì nó làm sao? Các tế bào đấy bị chết thì cái bào tương của nó sẽ ưa toan, tăng ưa toan lên và cái hình ảnh nhân của nó không còn rõ ràng nữa. Nó có thể là nhân đông đặc lại, hoặc là nhân tan, hoặc là nhân tiêu biến hoàn toàn. Trong trường hợp này thì nhân của nó đang bị đông lại, bào tương ưa toan đây này. Và tế bào này tại sao mình vẫn nhận định nó là tế bào ung thư? Bởi vì kích thước của tế bào này nó rất là lớn. Đấy. Tỷ lệ nhân trên bào tương nó gì ạ? Cũng lớn. Ở đây là một cái tế bào ung thư nhân đông, đúng không ạ? Hoại tử nhân đông. Đấy, các em so sánh nó với lại những tế bào này là các bạn sẽ thấy. Tế bào gì đấy? Tế bào mắt cú. Bạch cầu ái toan. Úi, lại bạch cầu ái toan. Mắt cú thì đúng rồi. Không thể nào bạch cầu ái toan được. Bạch cầu ái toan thì cô đã nói rồi, tỷ lệ nhân trên bào tương của nó không thể lớn thế này, màng nhân của nó không dày như thế này. Đúng là cái bào tương của nó hơi ưa toan, nhưng phải nhìn cả tỷ lệ nhân trên bào tương, phải nhìn cả màng nhân, xem nó có bị méo mó hay không. Được chưa ạ? Rồi, mắt cú hoặc Rettenberg đều được. Đây cũng vậy, đây cũng vậy, đúng không ạ? Đây tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy? Hodgkin, tế bào Hodgkin. Đúng rồi, rồi. Đây tế bào gì đấy? Nó giống tương bào. Tế bào gì đấy? Đấy là tương bào. Tương bào. Ừ, đây là tương bào đúng không? Thế tại sao cái này các em lưỡng lự? Có phải là các bạn nhìn thấy nó vẫn có chia ra làm hai nhân không? Có bạn nào nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy không? Mờ mờ một tí. Mờ mờ. Nó cùng nhìn ở trên kính mà cô nhìn rõ mà các bạn nhìn mờ đấy. Đây là bạch cầu ái toan, đây là tương bào. Các em nhìn này, tỷ lệ nhân bào tương của nó, màng nhân của nó khác hoàn toàn so với cái này nhé. Đấy, cô chỉ để cho các em so sánh. Chưa ạ? Cô ơi, cô chỉ lại giúp em cái bạch cầu ái toan với ạ. Bạch cầu ái toan,
Để cô tìm thêm. Đây, hai nhân này và tương ngư toan này, chia hai nhân tròn nằm với nhau này, nó giống hình cọng kính ấy. Để cô tìm xem có một tế bào nào điển hình hơn không. Còn tế bào dưới này vẫn là gì ạ? Là tế bào gì? Tương bào ạ. Đúng rồi, nó vẫn là tương bào đúng không ạ? Tế bào gì đấy? Tế bào gì? Dạ, tương bào. Ừ, vẫn là tương bào đúng không ạ? Đấy. Những tế bào gì đấy? Tế bào gì? Hodgkin. Có phải Hodgkin không nhỉ? Tế bào này. Em chuẩn đoán là Hodgkin, em phải nhìn vào cái màng nhân của nó có dày hay không, nhìn xem có hạt nhân hay không, tỷ lệ nhân trên màng tương thế nào. So sánh nó với lại cái Rettenberg, cái tế bào Rettenberg ở xung quanh. Đây, những cái Hodgkin này rất là điển hình, chỉ có một nhân và gì ạ? Có hạt nhân. Tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy ạ? Cô nhân nó có chi không cô? Em không nhìn rõ lắm. Không nhìn được à? Có bạn nào nhìn được không? Bạch cầu ái toan 11 Lê Huy nhìn được rồi đấy. Đó chính là bạch cầu ái toan. Còn đây là tế bào gì ạ? Tương bào ạ. Đúng rồi, tương bào đúng không ạ? Bạch cầu ái toan, bạch cầu ái toan. Nhân chia hình cộng kính này, bào tương đều ưa toan đúng không ạ? Đấy, tương bào nữa này. Nó chỉ thế thôi. Em còn tế bào nào rõ nhân chia múi hơn để cho các em nhìn. Tế bào này có nhìn được không ạ các em? Tế bào gì nhỉ? Nhìn được không các em? Bạch cầu ái toan ạ. Bạch cầu ái toan đúng không ạ? Đấy. Được chưa ạ? Nhưng mà cái quan trọng các em phải nhớ đấy là nhớ những cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhá. Chứ đi tìm mỗi bạch cầu ái toan xong đến lúc mà vào thi có hỏi là tiêu chuẩn chẩn đoán của cái này thì lại chỉ nói được mỗi bạch cầu ái toan. Chăm chú quá. Được chưa ạ? Em nhận định được chưa ạ? Nhận định được các cấu trúc chưa? Đặc điểm dựa vào đặc điểm của nó và nhận định các cấu trúc ở trên cái tiêu bản bạch Hodgkin thể hỗn hợp tế bào này được chưa ạ? Cô
chỉ thêm một cái đại thực bào với cả một cái tế bào Hodgkin đúng không cô? Bởi vì hai cái đấy cảm giác nó dễ lẫn dẫn với nhau ấy ạ. Đây nhá. Tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì đấy? Đấy là Hodgkin ạ. Đấy là Hodgkin. Đúng rồi, những tế bào này là những tế bào Hodgkin đúng không? Nó có một nhân thôi và chất nhiễm sắc của nó có thể thâu vón lại hoặc là mình có thể nhìn thấy cái hạt nhân ở phía bên trong của nó rất là rõ. Màng nhân của nó thì méo mó đúng không? Đấy. So sánh với lại những cái tế bào này. So sánh với lại những tế bào này. Tế bào này thì sao ạ? Bào tương của nó không rõ. Đấy. Rồi thì là gì ạ? Nhân của nó thì thường tròn. Mình không nhìn thấy hoặc là ít, rất ít chất nhiễm sắc ở phía bên trong. Và nó không có hạt nhân. Kích thước của nó nhỏ hơn so với lại Hodgkin rất là nhiều. Đấy. Đấy là những cái mà để cho các em phân biệt. Em có nhìn thấy không? Nó rất là rõ. Đây này, những cái tế bào mà lớn này, nhân chia múi hoặc chất nhiễm sắc ở bên trong của nó nhiều thì nó đều là tế bào Hodgkin hết. À, nhân của nó chỉ có gì ạ? Một nhân thôi. Nhưng mà màng nhân của nó méo mó và dày, tỷ lệ nhân trên bào tương. Đây này, cái tế bào này đây là một nhân nhé. Nên phía ngoài này là bào tương của nó này. Tỷ lệ nhân trên bào tương rất là lớn, đúng không ạ? So sánh với lại những cái tế bào mà gì ạ? Có cái màng nhân nó không dày, không rõ như vậy. Hoặc là màng nhân nó có thể rõ nhưng mà nó rất là tròn đều, cái bào tương của nó không rõ, thì những cái tế bào đấy là những cái tế bào mô bào, đại thực bào. Được không các em? Đây này, những tế bào này này, nó đều là mô bào, đại thực bào. Còn những tế bào mà kích thước lớn này đều là gì ạ? Các tế bào Hodgkin. Hodgkin. Nào, tế bào gì đấy ạ? Hodgkin ạ. Đúng rồi, Hodgkin. Tế bào gì đây? Mô bào. Đúng rồi. Tế bào gì đây? Vẫn là mô bào. Đúng rồi. Tế bào gì đây? Tế bào mắt cú. Mắt cú em phải nhìn thấy nhân nó chia múi chứ. Đây nó hình lưỡi liềm. Hodgkin mà. Đây này. Mắt cú đây này. Đây. Thế là gì? Thế là gì ạ các em? Vẫn là Hodgkin thôi đúng không ạ? Đấy. Được chưa ạ? Phân biệt được chưa? Em phân biệt được chưa ạ? Ngoài phân biệt được thì các bạn phải nêu đặc điểm của nó để thể hiện rằng là các bạn dựa vào những cái đặc điểm đấy để các bạn phân biệt. Màng nhân, tỷ lệ nhân trên bào tương, chất nhiễm sắc, hạt nhân. Được chưa các em? Tạm thời đi qua. Tạm thời quá. Đấy, xem thêm nhá. Bây giờ mình sang tiêu bản tiếp theo nhá. Em còn muốn chỉ gì nữa? Trong tiêu bản đấy chủ yếu là các bạn cần phải đi tìm những hình ảnh tế bào đấy. Thi dễ hơn nhiều, thi hình ảnh đẹp lắm. Hình ảnh đẹp như nào cô có thể cho các bạn xem qua được không? Giống như là lúc cô dạy ấy, hình ảnh điển hình giống như lúc cô dạy ấy. Dạy lý thuyết này. Như trong tranh.
bạn nhóm trước chẳng có bạn nào trượt đâu, toàn điểm cao rồi. Em được cô là thế thì bao giờ thi ạ? Em ôn này, sau đó là các bạn thấy lúc nào ổn thì đăng ký với cô. Có khi là thứ hai tuần sau giờ này cô ạ. Thứ hai tuần sau giờ này, tức là sáng thứ hai đúng không? Vâng. Thế sáng thứ hai tuần sau em sẽ thi. Em sẽ chia ra thành 3 nhóm cho cô. Và lớp trưởng sẽ thay mặt cho các nhóm đấy nhận cái ID ghế bát để vào phòng học. Vào phòng. Lần lượt từng bạn sẽ được vào phòng thi. Chia nhỏ các nhóm ra, một nhóm từ để cho các bạn khỏi về vào chờ đợi lâu ấy. Trong một nhóm lại chia nhỏ ra từ 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm khẩu của các em chắc khoảng 30 người đúng không ạ? 30 người hoặc hơn một tí. Trong một nhóm đấy lại chia ra các nhóm từ khoảng 10 người trong một tiếng một, một tiếng, tiếng rưỡi một. Chẳng hạn như là từ 8 giờ đến 9 rưỡi. 9 rưỡi đến 10 rưỡi. Để cho các bạn đi đỡ phải chờ. Mỗi bạn chỉ có 5-10 phút thôi nên là cố gắng trả lời nhanh cho các bạn khác khỏi vì chờ đợi. Nội dung học, nội dung thi như nào các cô cũng đều đã nói hết rồi. Nào, bây giờ vật kính 10 tiêu bản tiếp theo. Các bạn nhận định đây là tiêu bản là gì ạ? Cô cái này là ung thư biểu mô di căn đến hạch. Di căn đến hạch. Ung thư biểu mô di căn đến hạch. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Viêm lao. Đúng rồi, có bạn trả lời là viêm lao đúng không ạ? Còn bạn nào có ý kiến khác không? Còn bạn nào ủng hộ viêm lao nữa không ạ? Viêm lao. Đúng rồi, rất nhiều bạn ủng hộ đây là tiêu bản viêm lao đúng không ạ? Ở đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nếu cho các em ra vùng này thì chắc các bạn sẽ nhận ra ngay đúng không ạ? Vùng trung tâm màu hồng đấy đó là vùng trung tâm màu hồng này đó là cấu trúc gì ạ? Chất hoại tử. Hoại tử hoạt động. Chính xác, các em phải nói đầy đủ nhá. Các em học hoại tử thì các bạn học rất là nhiều loại hoại tử đúng không ạ? Hoại tử đông, hoại tử lỏng, hoại tử bán đậu, hoại tử tơ huyết, hoại tử hoại thư. Thì khi mà câu hỏi cấu trúc gì thì các bạn phải trả lời là cấu trúc hoại tử bã đậu. Đấy. Và đặc điểm của cấu trúc hoại tử bã đậu là như thế nào? Đấy là cái thứ nhất để cho các bạn hướng tới. Giống như nãy cô đã nói rồi, cái hoại tử bã đậu không phải là cái quyết định mà là cái hướng tới để chẩn đoán thôi. Nên là khi các bạn nhìn thấy chất hoại tử bã đậu là các bạn hướng tới đây là tiêu bản viêm lao. Bây giờ các em sẽ chuyển sang vật kính 40 để các em quan sát hình ảnh của các tế bào ở vùng này. Tôi xin lỗi chút.
Rồi, chúng ta quay trở lại. Rồi, cô vừa đưa điểm của các bạn xuống. Như vậy cô đã nói là gì ạ? Cái vùng cấu trúc này nó gợi ý đến cho mình biết đây là tiêu bản gì, đúng không ạ? Còn nếu muốn chuẩn đoán chính xác là tiêu bản đó tên là gì thì các em sẽ cần phải sang bật kính 40 để các bạn nhìn hình thái tế bào. Thì ở đây các em nhìn thấy những tế bào gì nhỉ? Em nhìn thấy những tế bào gì ở đây? Có nhiều lympho bào. Ừ, rất nhiều lympho bào đúng không ạ? Ở đây nhìn thấy rất nhiều lympho bào. Ngoài ra còn gì nữa? Tế bào khổng lồ Langerhans. Ừ, có một bạn đã phát hiện ra có tế bào khổng lồ Langerhans đây rồi đúng không ạ? Tế bào khổng lồ Langerhans này nhìn này. Các em nhìn ở đây, lúc nãy các bạn vừa xem Rettenberg và nhìn đặc điểm cũng như là kích thước cũng như là cái hình thái nhân, tỷ lệ nhân trên bào tương rồi. Nên là sau này các em khi các em không được nhầm. Khi mà cô chỉ vào đây không được một bạn nào nói đây là tế bào Rettenberg nhé. Nhìn này, tỷ lệ nhân trên bào tương của nó, cái này nó chỉ chiếm 1/4 thôi. Hầu hết nhân của nó đều sắp xếp ở phía rìa ngoài này. Đấy, và chiếm tỷ lệ rất là nhỏ so với lại cái phần bào tương rộng ở phía bên trong. Tiếp theo là gì ạ? Nhân của nó rất là tương đồng nhau, kích thước và hình dạng khá là tương đồng nhau. Nên đây chính là tế bào khổng lồ Langerhans. Tiếp theo ạ, còn nhìn thấy các tế bào bán liên đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn tế bào bán liên này là các em có thể gì ạ? Nhớ ra được cái hình ảnh ở trong mô bào ở bên cái gì ạ? Bên cái tiêu bản kia rồi. Đó là những cái tế bào mà có bào tương sáng, không rõ. Các tế bào này thì có nhân cũng sáng màu. Đấy. Đây là những tế bào bán liên, đúng không ạ? Ngoài ra các em còn nhìn thấy tế bào gì nữa nhỉ? Tế bào gì nữa? Tế bào xơ ạ. Đúng rồi, các tế bào sơ đúng không ạ? Đấy, các tế bào sơ ở bên trong chất hoại tử bản đậu thì các bạn nhìn thấy những cái mảnh vụn tế bào. Tại sao gọi là mảnh vụn tế bào? Bởi vì các bạn đâu có biết được đây là tế bào gì nữa đâu. Nó không còn hình thái tế bào nữa. Đấy. Đấy là gì ạ? Toàn bộ cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái viêm lao này. Cái viêm lao này lúc đầu thì các em nhìn ở vật kính 10 thì thấy khó khăn thôi, chứ còn khi mà đã soi lên vật kính 40 rồi thì là rất là dễ. Thường thì ở vật kính 10 thì các thầy cô thường hỏi là các em hướng tới được này, đây là tiêu bản gì hay không. Thì các bạn dựa vào cái vùng chất loại tử bản đậu ấy. Còn ở trên vật kính 40 thì các thầy cô sẽ thường hay đi hỏi các em về cấu trúc, về hình thái tế bào. Thì vật kính 40 là mình đã soi được hình thái tế bào nó thế nào rồi. Em có hỏi gì không? Em đưa cô là tại sao chất hoại tử bán đậu vị trí của nó lại ở trung tâm mà? Thường thì là những cái nơi mà nó gì ạ? Diễn ra những cái trận đấu mà nó ác liệt, mà ngang tài ngang sức thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ là ở vùng trận chiến trận mà mạnh nhất đúng không ạ? Nên là cái vùng trung tâm này nó thường nằm ở trung tâm. Nếu như mà cái sức đề kháng của mình hoặc là sức chiến đấu của mình nó chỉ ngang bằng với vi khuẩn thôi, nó không khu trú lại được thì dần dần hoại tử bán đậu này nó sẽ lan hết toàn bộ cái nang nao này. Nó không còn cái tế bào bình thường của các tế bào cơ thể của mình nó quay ở xung quanh nữa, mà vi khuẩn lao nó có thể phá hủy, tấn công ngang tài ngang sức, phá hủy và làm cho cái chất hoại tử nó lan rộng ra. Toàn bộ cái nang nao bây giờ chỉ là một cái nang bã đậu thôi, hoại tử bã đậu thôi,
và nó có thể vỡ do cái hoại tử bão đậu đấy đi bất cứ nơi nào. Kèm theo ngoài những cái tế bào mà chết ra thì nó có thể kèm theo cả những cái vi khuẩn lao, mà nó còn có thể tấn công đi nơi khác nữa. Hoặc là những cái giò hoại tử bão đậu đấy nó làm cho những cái vết thương hay là những cái hạch đấy nó lâu liền hơn. Những cái vết giò ra ngoài da hoặc là giò vào trong các đường của cơ thể nó lâu lành hơn, tạo nên những cái đường hầm ở trong cơ thể mình. Nên là người ta thường hay chủ động, nếu như trong trường hợp mà hoại tử bão đậu mà lớn, hạch nó mềm, người ta thường phải chủ động chích sạch nó để điều trị. Có hiểu ý cô không nhỉ? Được ạ, em hiểu rồi, em cảm ơn ạ. Ừ. Vậy thì nếu mà hỏi là cái mảnh vụn tế bào thực chất thì nó là từ lympho được ạ cô? Mảnh vụn tế bào này thì là nó cả từ lympho, cả từ cái vi khuẩn lao, chứ không phải là chỉ từ cái lympho bào đâu. Nếu như sức đề kháng của mình tốt thì mình sẽ quay lại được, sẽ có nhiều lớp tế bào để quay cái mảng hoại tử này vào. Nhưng nếu như mà sức đề kháng của mình nó gì ạ, nó kém hơn thì nó chỉ có thể tạo ra cái hình ảnh của những cái năng lao mà chứa đầy chất hoại tử bão đậu thôi. Tiếp nhé, cô đổi tiêu bản khác nhé. Nào, đây là tiêu bản gì các em nhỉ? Đây là tiêu bản gì nhỉ? Ung thư biểu mô di căn à? Ung thư biểu mô di căn. Nếu như ung thư biểu mô di căn thì giải thích cái này làm sao? Nhưng cái này là gì ạ? Lao ạ? Đúng rồi, đây vẫn là tiêu bản viêm lao, nhưng mà viêm lao này là điển hình hay không điển hình ạ? Không điển hình. Không điển hình bởi vì thiếu đi gì ạ? Chất hoại tử bão đậu. Đúng ạ, các em không thấy chất hoại tử bão đậu đâu. Đây nhìn thấy cả một cái năng lao, có những tế bào sơ bao phủ ở phía bên ngoài, có lá sơ bao phủ ở phía bên ngoài, có những tế bào khổng lồ lang han ở phía bên trong. Nhưng không thấy chất hoại tử bão đậu nằm ở trung tâm, đáng nghĩa là thấy tế bào khổng lồ lang han nó nằm ở vùng rìa này thì phải thấy chất hoại tử bão đậu nằm trung tâm, nhưng đây thì không thấy, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ chuyển sang mặt kính 40. Đấy. Trên mặt kính 40 thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn hình ảnh của các tế bào khổng lồ lang han, các tế bào lympho và tế bào gì đấy ạ? Tế bào gì nhỉ? Tế bào gì em? Tế bào gì? Bán liên ạ. Bán liên. Các tế bào bán liên, đúng không ạ? Đấy, ở trên cái mô này thì các bạn thấy là nó nhiều sơ hơn so với lại cái tiêu bản lúc nãy, đúng không? Rất là nhiều các tế bào sơ. Nên tế bào bán liên mình vẫn có thể nhận ra rất là rõ ràng đặc điểm của các tế bào bán liên, các tế bào mà có gì ạ? Kích thước lớn hơn lympho bào và tương sáng màu hơn. Ranh giới giữa các tế bào không rõ, nhân thì sáng màu và thường thì có thể là thắt ở vị trí giữa. Đây. Thưa cô, cho em hỏi lại là nếu mà hồi nãy cái hình ảnh cái vật kính mà nó 10 ấy thì mà cô cho thì đấy thì là mình trả lời là hình ảnh của viêm lao ạ?
Cô xin lỗi, lúc nãy có bạn vừa hỏi gì ấy nhỉ? Em có thể hỏi lại. Em cô là hồi nãy cái hình mà ở vật kính 10 ấy, của cái hình này này, nếu mà cô cho thì mình trả lời đấy là viêm não cô. Hỏi cấu trúc gì thì các bạn trả lời là một năng nao không điển hình. Tại sao hướng tới không điển hình? Đấy là bởi vì các em nhìn thấy có hình ảnh của các tế bào khổng lồ Langerhans để hướng tới nó là gì ạ? Tiêu bản lao, nhưng mà tiếp theo là không nhìn thấy cái chất hoại tử bản động. Nhưng mà thường thì ở trên đấy thì các thầy cô sẽ không hỏi ở trên cái vật kính 10 đâu, bởi vì nó chưa đủ những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Chẳng hạn như là tiêu chuẩn chẩn đoán trong cái lăng ngao này, mình phải nhìn thấy tế bào bán liên cơ mà. Hướng tới chẩn đoán phải là chất hoại tử bản động mà. Nên là các thầy cô sẽ để ở vật kính lớn luôn. Có thể là cái hình ảnh đấy nó sẽ đi kèm cùng với lại một cái vật kính 40. Ngoài vật kính 10 ra nó sẽ kèm theo một cái vật kính 40 nữa. Nó phải có những cái tiêu chuẩn chẩn đoán để cho các bạn hướng tới. Vâng, vâng. Còn gì nữa không nhỉ? Tiếp nhé. Tiêu bản lao thì dễ rồi đúng không ạ? Chỉ có cái tiêu bản bệnh Hodgkin là các em hay lúng túng nhất. Thì cô đã dành thời gian nhiều nhất cho cái phần đấy. Tiêu bản tiếp theo là tiêu bản gì nhỉ? Nó vẫn là tiêu bản lao. Đúng rồi, nó vẫn là tiêu bản lao. Ở vùng này, đó chính là cấu trúc. Cấu trúc gì nhỉ? Vùng ngoại vi đó là hình ảnh của... Đây là vật kính người đấy ạ. Đó là hình ảnh của... tế bào gì? Langerhans. Langerhans này có kiểu nhân sắp xếp kiểu gì nhỉ? Kiểu hình móng ngựa. Đúng rồi, thế còn đây? Lộn xộn đấy. Vô định hình. Vô định hình. Rồi, ok. Đấy, và ngoài rìa của nó là rất nhiều lipo bào đúng không? Ở phía bên trong sáng màu hơn, đó chính là các tế bào bán liên. Vì vì nhân của các tế bào bán liên nó sáng màu, tương của nó cũng sáng và ranh giới của nó không rõ. Đấy, đấy chính là cái mà mình sẽ có thể nhận định được ở trên vật kính 10 luôn, cái tiêu bản này. Trả lời là cấu trúc gì hoặc tiêu bản gì thì đó chính là một cái năng nao điển hình. Bây giờ mình sẽ sang vật kính 40. Trên vật kính 40 này thì các em quan sát thấy có hình thái của các tế bào. Các tế bào gì nhỉ? Bán liên. Đúng rồi, hình thái của tế bào bán liên rất là rõ và nhiều đúng không ạ? Đấy, xem kẽ với nó là hình thái của các tế bào. Các tế bào gì? Tế bào gì nhỉ? Lympho. Lympho đúng không ạ? Đấy. Như cô là cái tế bào bán liên ấy. Nó vẫn là tế bào bình thường chứ không phải tế bào ung thư đúng không ạ? Tế bào bán liên là tế bào ung thư á? Kiểu em nó hơi giống cái tế bào. Nó giống Hodgkin á? Không ạ, nó giống cái tế bào. Giống mô bào ở trong tiêu bản ung thư biểu mô. Trong tiêu bản bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào á? Không, lúc nãy cô có bảo là cái tế bào chất chân gốc với cả Langerhans thì phân biệt là một đứa là tế bào ung thư, một đứa là tế bào bình thường ạ. Một cái là tế bào lành, chứ không phải là bình thường. Lành tính với lại bình thường khác nhau. Được không? Ở đây thì cái này
em tế bào bán liên nó cũng là một tế bào lành tính. Cái mô bào hay là đại thực bào ở trong bệnh Hodgkin nó cũng là tế bào lành tính, cả hai cái nó đều có nguồn gốc là đại thực bào, nên là các em nhìn thấy hình ảnh của nó giống nhau đấy, là vì thế. Và rất nhiều khi là các em bị nhầm lẫn giữa hai cái hình ảnh đấy và chẩn đoán tiêu bản sai đấy. Nhiều khi các em nhìn thấy những tế bào này các em chẩn đoán là Hodgkin, thế sau các bạn chẩn đoán đây là tiêu bản ung thư biểu bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào đấy, như thế là sai. Các em còn phải dựa vào cái tiêu chuẩn chính để chẩn đoán nó. Ở đây thì đó chính là gì ạ? Tế bào bán liên, nhưng ngoài ra thì có thể kèm theo những cái như là chất hoại tử bán đậu, lền nympho bào và các tế bào hồng cầu lăng han. Trong khi ở bên kia thì nó sẽ là gì ạ? Tế bào Rettenberg mới là tiêu chuẩn chính để chẩn đoán. Nền của nó đó chính là hỗn hợp các tế bào phản ứng nhiều tương bào, nhiều bạch cầu ưa toan. Và hình thái tế bào, một tế bào lành tính với lại một tế bào ác tính nó khác nhau rất là nhiều. Cô cũng đã nói rồi đấy ạ. Màng nhân ở trong những cái tế bào này giống như là trong đại thực bào thôi, màng nhân của nó mỏng thôi chứ nó không dày cộm lên, đúng không ạ? Đấy, các hạt nhân của nó rất nhỏ và thường nằm ở vị trí giữa. Giữa cái vị trí mà nhân thắt, bào tương của nó thường không rõ ràng. Tế bào tương xung quanh ấy. Đấy là những cái mà hướng tới để chẩn đoán. Đây là vùng gì ạ? Vùng chất hoại tử. Ừ đúng rồi, chất hoại tử bắt đầu. Ở đây các em nhìn thấy nó rất là rõ, đúng không ạ? Nó có rất là nhiều những cái mảnh vụn tế bào lấm chấm ở trên nền. Đấy, chứ cái này không phải là lympho bào đâu nhá. Lúc thi lại chuẩn ghi là lympho bào. Lympho bào mình vẫn nhìn thấy hình thái nhân của nó, nhân tròn, nhiều chất nhiễm sắc. Đấy, chiếm gần hết bào tương của tế bào nên là nó đậm màu. Đấy, còn ở đây thì nó gì ạ? Không rõ hình thái tế bào nữa, nó chỉ là những cái mảnh vụn thôi. Được chưa ạ? Các bạn này được chưa các em? Ok chưa? Không cần chưa lo lắng các bạn. Chưa à? Chưa ở chỗ nào? Còn chỗ nào chưa được? Tại vì có cô ở đây thì nó dễ. Nó còn trả lời được. Thì đến lúc thi lý thuyết cũng thế mà. Nhiều lúc cô thấy những cái câu mà cô đã giảng rồi, cô đã giảng rất là kỹ rồi, nhưng mà đến lúc các bạn chọn, các bạn vẫn chọn theo ý các bạn hoặc là ý của bạn ở bên cạnh cô. Nhiều lúc các em suy nghĩ cũng rất là thấu đáo rồi, các bạn chọn đáp án đúng rồi, nhưng mà chỉ vì bạn bên cạnh nói một câu thì các bạn là sửa ngay đáp án. Và khi cố gắng bình tĩnh, mình phải nhìn toàn cảnh của nó, xem nền của nó là gì ạ, thuộc cái cấu trúc gì, thuộc cái tiêu bản gì, mường tượng lại những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, những cái đặc điểm đấy nó phù hợp là đặc điểm chẩn đoán của cái tiêu bản nào, của cái tế bào nào hơn, chứ chỉ nhận vào mỗi cái hình ảnh thôi là các bạn sẽ không được đâu, sẽ không qua được đâu, mà các em phải nhìn toàn cảnh của nó, phải nắm được đặc điểm của nó. Thế nhá, tiêu bản này thế nhá. Về ôn nữa, sau trong quá trình ôn nếu như mà có cái gì đấy không rõ, không hiểu thì các em có thể liên hệ với cô để hỏi thêm. Được chưa ạ? Chứ bây giờ cứ ngồi ngâm với nhau như thế này thì cũng sẽ không tiến triển thêm được. Vì các em cũng không rõ là các em cần phải hỏi thêm gì nữa. Chưa học thì chưa phát sinh nhiều. Chưa thi thì cũng chưa phát sinh nhiều. Thì đến lúc các bạn tự học rồi, tự tìm hiểu rồi thì nó mới phát sinh ra nhiều. Đúng không ạ? Còn bây giờ chỉ lắng nghe cô thôi thì nó lại là một cái kiểu khác. Được chưa em? Sang tiêu bản cuối cùng nhá. Vâng. Bình thường học lý thuyết thực hành chỉ có 30 phút, sau đó là các em có thời gian tự soi và hỏi các thầy cô hướng dẫn. Thì bây giờ đã có gì ạ? Thời gian học nhiều hơn để cho các thầy cô hướng dẫn ở trên tiêu bản. Như vậy là các em biết được rằng tiêu bản cuối cùng này là tiêu bản gì rồi, đúng không ạ? Tiêu bản này đó chính là tiêu bản ung thư biểu mô di căn hạch. Vùng mà gì ạ? Bát màu đồng nhất. Và gì ạ? Các tế bào nó rời rạc nhau này đó chính là lympho, còn vùng này thì nó chính là các gì ạ? Đứng với nhau tạo thành từng mảng, tế bào to nhỏ không đều đó chính là mô ung thư biểu mô. Đúng rồi, mô ung thư biểu mô, đúng không ạ? Đấy. Vùng này thì là vùng gì ạ?
Vùng này ạ. Đó là vùng. Vùng vỏ. Rồi, vùng vỏ của nó đúng không ạ? Đấy. Tôi cho các bạn ghi chậm cho các bạn nhìn toàn cái tiêu bản. Bắt đầu từ vùng vỏ nhé. Đây, bắt đầu từ vùng vỏ. Đi vào đấy, vùng mô lympho dưới vỏ. Rồi đến vùng mô ung thư. Đây là vùng vỏ đúng không ạ? Xem còn hình ảnh của toàn bộ dưới này là mô ung thư rồi. Em thưa cô là mình có phải phân biệt vỏ sơ với vách sơ không ạ? Vỏ sơ với vách sơ có khó phân biệt không? Chẳng hạn như vùng này thì là vùng vỏ hay là vùng vách? Cái vùng mà cô đang chỉ vào ấy. Chắc là vùng vỏ. Đúng rồi, vùng vỏ. Bao giờ mà những cái mô liên kết nó đi sâu vào phía bên trong của gì ạ? Mô lympho. Vùng dưới vỏ, vùng cận vỏ thì nó mới là gì ạ? Vách sơ, thấy chưa ạ? Đấy. Ở đây các em nhìn thấy hình ảnh gì đấy? Nó là lăng lympho thứ cấp ạ. Đúng rồi, các em vẫn nhìn thấy đây là phần vỏ này. Và ở phía dưới, vùng vỏ dưới vỏ thì nhìn thấy hình ảnh của lăng lympho thứ cấp. Bên cạnh nó là hình ảnh của các tế bào lympho đứng rời rạc. Và bên cạnh này thì đó chính là hình ảnh của mô ung thư. Rồi, đấy. Các bạn này dễ không ạ? Có dễ không? Càng học thì càng thấy dễ nhỉ? Cô có thể chỉ lại cái phần mô ung thư được không ạ? Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần kính 40 để nhìn hình ảnh của mô ung thư cho rõ hơn nhé. Cái này là hình ảnh của, đây là cấu trúc gì nhỉ? Cấu trúc gì? Ở trên vật kính 40, vật kính 400, cấu trúc gì ạ? Vô lăng lympho thứ cấp. Đúng rồi, lăng lympho thứ cấp, và đây là vùng gì ạ? Vùng sáng của nó. Các em nhìn thấy có những nguyên bào miễn dịch này, có những cái tế bào sáng này, đó chính là các đại thực bào đấy. Đấy. Các đại thực bào. Rồi thì là gì ạ? Ngoài ra thì thấy những cái tế bào mà mèo giống lympho nhưng mà nó méo mó đấy, nó giống như những cái viên sỏi có nhiều hình thù, nhiều góc cạnh ấy, thì nó là các tâm bào đấy. Thì đây chính là hình ảnh của một cái lăng lympho thứ cấp. Các cô sẽ không hỏi kỹ là tế bào gì, mà có thể cô chỉ cần các em phân biệt được đây chính là hình ảnh của lăng lympho thứ cấp, và vùng sáng này đó chính là vùng trung tâm mầm, thế thôi, không hỏi kỹ về các tế bào kia. Tiếp theo, ngay bên cạnh của nó thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều những tế bào lympho rời rạc. Bên cạnh những tế bào lympho rời rạc thì thấy gì đây ạ? Thấy hình ảnh của gì? Mô ung thư. Đúng rồi, hình ảnh của mô ung thư. Tại sao mình có thể nhận định được đây là hình ảnh của mô ung thư? Nhân không đều. Đúng rồi. Thứ nhất là trong cấu trúc bình thường của hạch sẽ không có hình ảnh cấu trúc này. Thứ hai nữa là gì ạ? Hình ảnh của các tế bào ở đây, đó là các tế bào mà có gì ạ? Nhân đa dạng về hình thái và đa dạng về kích thước, đúng không ạ? Đa dạng về hình thái và đa dạng về kích thước. Cái tiếp theo nữa, đó là từng tế bào ở đây, nó đều có đặc điểm của các tế bào ác tính, như là màng nhân của nó dày. Màng nhân của nó dày. Chất nhiễm sắc của nó thì thô vón lại. Có những cái thì có hạt nhân nổi rõ. Và mô ung thư ở đây thì các em hướng tới là mô ung thư biểu mô hay mô ung thư liên kết? Em nghĩ là biểu mô. Đúng rồi, mô ung thư biểu mô, bởi vì là các tế bào ở đây nó đứng với nhau tạo thành từng đám, và ranh giới giữa các tế bào ở đây nó gì ạ? Nhỏ hẹp không rõ, đúng không ạ? Đấy chính là biểu mô, mô ung thư biểu mô. Nó di căn từ các biểu mô lân cận đến cái hạch này. Tế bào này là tế bào gì?
tế bào này là tế bào gì nhé? Tế bào lympho. Đúng rồi, tế bào lympho đúng không? Thế còn tế bào này? Tế bào ung thư. Ừ, tế bào ung thư biểu mô đúng không ạ? Như vậy là các bạn có thể phân biệt được giữa một cái mô lympho bình thường ở trong hạch. Cái tế bào lympho thì nhân tròn kích thước nhỏ và chiếm hết bào tương của tế bào, chất nhân sắt mịn đều, đứng rời rạc. Trong khi mô ung thư biểu mô thì các tế bào thường liên kết với nhau, tạo thành từng đám, từng mảng. Các tế bào có kích thước to nhỏ không đều, màng nhân thì dày, chất nhận sắt thô vón và hạt nhân ở bên trong. Một số nó có những cái hạt nhân nó nổi khá là rõ. Này. Thì đây chính là cấu trúc của mô ung thư. Còn đây là cấu trúc của mô lympho. Nhìn có phân biệt được không em? Có dễ không ạ? Có dễ phân biệt không? Đây là cấu trúc gì ạ? Mạch máu ạ? Đúng rồi, các cấu trúc mạch máu. Đã giỏi rồi. Đỗ rồi. Như vậy là trên cái tiêu bản này thì các bạn cũng chỉ cần nắm được những cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Đó chính là hình ảnh cấu trúc hạch, vỏ hạch, các lamina lympho, hình ảnh của các tế bào lympho và mô lympho. Hình ảnh đấy là mô lành. Cái thứ hai nữa là hình ảnh của mô ung thư và tế bào ung thư. Để chẩn đoán đây là ung thư biểu mô di căn hạch, các đặc điểm để các em hướng tới chẩn đoán như vậy. Các bạn còn hỏi gì nữa không? Tiêu bản này các em có hỏi gì không? Em cứ hỏi đi, nghĩ ra được cái gì thì hỏi cái đấy, không có gì thì hỏi cái đấy. Sao bây giờ lại học cô cho em xem lại cấu trúc mạch máu được không ạ? Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Thì cái này là cấu trúc mạch máu, bên trong lòng của nó chứa hồng cầu này, là tế bào nội mô này. Đây, mạch máu này. Thì cái này nó có thể, cái này cũng là một cái mạch máu đấy ạ. Nhưng mà cái này thì thường mình nhìn thấy cái tĩnh mạch nội mô nó nổi cao hơn. Cái lòng của nó không rõ như những cái tĩnh mạch này. Tế bào nội mô. Ôi, cái phần trắng trắng gần các cái mạch máu đấy mà nó rộng hơn đấy là nó các xoang bạch huyết ạ. Đây hả? Ờ, cái vùng này nếu như mà nhìn thấy các xoang bạch huyết thì mình nhìn thấy cái các cái thành phần lót của cái gì ạ? Các tế bào lót của cái xoang bạch huyết này, nhưng mà mình không nhìn thấy. Nó cũng có thể là một cái vùng mà gì ạ? Trên các tiêu bản, cái vùng này nó không có mô, hoặc là khi mà mình gì ạ? Cố định ấy, các mô nó co lại thì nó hở ra cái khoảng trống này. Đấy. Nên nó không có ý nghĩa và nó cũng không có giá trị trong chẩn đoán. Nên các em không cần quan tâm đến. Đây, mạch máu nữa này. Đây. Nhìn rõ chưa ạ? Nhìn rõ chưa các em? Vùng này là vùng cấu trúc gì đấy? Mô ung thư. Mô ung thư biểu mô đúng không ạ? Mô ung thư. Đúng rồi. Còn bạn nào hỏi gì nữa không? Hỏi gì về tiêu bản hay là hỏi về bài, bất kể cái gì đấy. Bài ngày hôm nay như vậy là cô đã giới thiệu xong cho các bạn về phần lý thuyết. Các em nhớ học những cái tiêu chuẩn chẩn đoán, những cái đặc điểm để mà các em chẩn đoán lên cái tiêu chuẩn đấy, và liên hệ với lại những cái biểu hiện, những cái triệu chứng ở trên lâm sàng. Hai cái phần đầu là hai cái phần mà quyết định điểm của các bạn là qua và điểm khá. Còn phần liên hệ, nếu như các bạn liên hệ được thì điểm của các bạn sẽ là điểm giỏi. Em thưa cô là ở cái tài liệu giải phẫu bệnh thực hành mà cô gửi cho lớp thì là ghi là tế bào khổng lồ lang han vậy. Nhưng mà lúc cô đọc thì em hình như em nghe thấy cô nói là lang hay han, thì thực ra nó là do tài liệu viết nhầm hay là như thế nào ạ? Tế bào khổng lồ lang han. Lang ghe han đấy gì ạ? Lang han ý, đúng không? Viết là lang xong có chữ gò đúng không? Xong rồi han đúng không? SC đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì đọc là lang han hay là lang ghe han ạ? Cô vẫn hay đọc là lang ghe han, tại vì nó có chữ gò ấy.
À vâng, em cảm ơn ạ. Còn viết như thế là đúng rồi ấy nhé. Các cái cấu trúc mạch máu thì thường mình sẽ xem trên vật kính lớn chứ không xem ở vật kính 10 đúng không ạ? Vật kính 10 các em cũng nhìn được. Đó. Em có nhìn thấy không ạ? Có thấy không các em? Đấy. Hình ảnh của mô ung thư, hình ảnh của năng lympho thực cấp. Còn gì nữa không em? Con hỏi cô có thể cho bọn em xin lại cái video bài giảng không ạ? Các em chỉ cần gửi mail cho cô xong cô sẽ gửi cho. Nếu như các bạn không còn hỏi gì nữa thì các em sẽ kết thúc bài học ở đây. Ngoài xem ở trên video ra, các bạn còn phải nắm được đặc điểm tiêu chuẩn của nó nha, tự nhận định tiêu chuẩn chẩn đoán, nhìn toàn bộ cái ở trên gì ạ, tiêu bản mà các thầy cô đưa ra, trên hình ảnh các thầy cô đưa ra để nhận định nó là thuộc tiêu bản gì, sau đó mới nói đó là thành phần gì hay tế bào gì, rõ chưa? Chứ đừng vội vàng. Trả lời vấn đáp nó rất là quan trọng. Trả lời đúng thì điểm nó sẽ cao, mà sai thì điểm nó sẽ thấp. Rồi thì gì nữa ạ? Ngoài ra thì các em đọc thêm cái phần mà gì ạ? Liên hệ với triệu chứng lâm sàng, cũng như là cái ở trên phần lý thuyết của các bạn ấy, thuộc ba cái tiêu bản này: viêm lao, ung thư biểu mô di căn hạch và bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào. Chỉ thể hỗn hợp tế bào thôi. Được chưa các em? Được chưa ạ? Có gì thì mình hỏi thêm sau nhé. Bây giờ cô sẽ dừng bài giảng xong rồi chờ để lưu video lại. Thì chờ nó cũng sẽ khá là lâu đấy. Thế nha các bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, sáng thứ hai trước đấy thì lớp trưởng nhớ phải gửi danh sách chia tổ, chia nhóm cho cô đã. Chia thành 3 tổ và mỗi tổ để chia thành 3 nhóm để còn chia giờ. Các bạn để chờ đợi. Em chào cô ạ. Ừ, chào các em. Chào cô ạ. Chào cô ạ.